chắc thiếu hơi mấy ngày nữa không có. Người ta like rồi đó nha, đừng có tào lao đi. Thôi tắt nha, không biết sao nữa, kể đi. Rồi mọi người vào chia sẻ bài giùm em nha mấy chị ơi. Khổ quá. Năm nay làm ăn cái gì mấy chị, Facebook nó cứ chặn hoài vậy đó. Mất hết động lực. Chị coi giùm em cái đơn Nhi Yến đi nghe chị, sao mà lâu quá đâu khách chưa nhận hàng luôn á, mà đơn chị thì cũng còn ở em nè. Có áo crop top ba lỗ không em? Có. Hôm qua cái gì mới treo đây nè, nó một màu đen màu trắng vậy đó. Rồi mọi người vào chia sẻ bài giùm em luôn nha mấy chị nha. À em nhận được hàng rồi hả chị nhận được rồi hả? Em vừa thấy chị sao em lại hối công ty. Còn cái nào nữa không? Đơn của Nhi Yến hôm qua đi chưa tra Phượng? Chưa nha. Hả? Ừ vậy thôi chiều nay đi cho chị nha. Rồi mọi người vào chia sẻ bài giùm em luôn nha mấy chị ơi. Facebook chính lại bị chặn mấy chị. Không biết làm ăn cái gì mà suốt ngày rồi chặn like, chặn này, chặn kia rồi. Khổ thôi rồi luôn á. Ai biết cầm hết trên tay không biết. Alo. Dạ dạ. Thì anh cứ ra bến là anh gửi xe về cho em là được. Dạ rồi được anh. Rồi mọi người vào chia sẻ bài giùm em luôn nha mấy chị, với lại bấm theo dõi trang này giùm em ha. Chắc sau này chắc like trang này luôn quá mấy chị ơi, Facebook nó cứ chặn miếng hả, nó đang quán nó không cho like gì hết trơn á. Rồi mọi người chia sẻ bài nha, chị điều chưa chị hỏi áo này được không chị? Em còn cái bán mấy chị luôn 40 nè. Rồi ba lỗ cái này là Boris nha chị nha, cái này còn cái thôi hả? Đấy có một cái cho em đó. Rồi ba lỗ này 40 cho em đi mấy chị, đẹp lắm, đẹp nha mấy chị nha, cái này là dạng Boris hàng bền cho mấy chị luôn. Đó. Rồi ba lỗ 40 giùm em đi mấy chị, 55kg loại mang vừa nè. Ba lỗ nha mấy chị ha, cái này là form ngắn nha, form crop top á. Ba lỗ 40 55kg loại đi mấy chị. Đưa chị mấy cái ba lỗ kia luôn đi, form dài dài đi. Lúc mới về quá trời 2-3 đi giờ mới kêu đây. Cái gì? Đúng không con người. Rồi mọi người vào chia sẻ chấm bài giùm em luôn nha mấy chị, chia sẻ chấm bài nhiệt tình giùm em với nha. Rồi ai lấy cái ba lỗ màu bò này thì chốt giùm em luôn nè, cái này dạng đính đá nha mấy chị, xe luôn 60. Cái này là form bình thường giùm em nha mọi người. Rồi ba lỗ bò giùm em đi mấy chị, 60 đi. À, form này 57-58kg loại là mang vừa luôn nha mấy chị nha. Rồi ba lỗ bò giùm em đi mấy chị, 60, 58kg loại mang vừa nè. Rồi ba lỗ đỏ giùm em luôn mấy chị, chắc là chắc bền hào bán shop cho em nha. Ba lỗ đỏ 60, 58kg loại mang vừa. Ai lấy ba lỗ đỏ chút giùm em luôn, ba lỗ đỏ nè. Rồi cái dây cam này cho em đi mấy chị, dây cam này sale 40 luôn. Chắc này là tất cả đều là chắc Boris hàng đẹp nha mấy chị nha. Rồi dây cam giùm em luôn 40 nha mấy chị, Boris 56kg loại là mang vừa nè. Dây cam nè. Rồi ba lỗ trắng này cho em luôn mấy chị, ba lỗ trắng nè. Ba lỗ trắng 50 thôi. Ba lỗ trắng 50 nha mấy chị, 55kg loại mang vừa nè. Ba lỗ trắng. Rồi dây cam cho chị Thí Hồng Nguyễn cô ok chị luôn 40 nè. Bữa nay là chỉ có lên là sale hàng thôi mấy chị, Facebook nó bị mắc tương tác nhiều quá nó chặn à,
không cho like gì hết mấy chị ơi, làm ăn không được luôn, không dám nhập hàng luôn. Có quần ống rộng nha bà ơi, ống rộng là quần jean hay là quần tây, rồi ba lỗ vàng cho em luôn mấy chị, 60 nè, ba lỗ vàng 60 nha mấy chị. Nên là mấy chị vào mấy chị bấm theo dõi cái trang bay này dùm em nha mấy chị ha. Chắc là thường xuyên em sẽ like bên cái trang này, tại vì trang mới ít người nhưng mà giờ Facebook nó chặn là không like được mấy chị. Rồi ba lỗ vàng cho em luôn mấy chị, 60 dưới 58 kg. Chắc này là hàng co giãn nha mấy chị ha, vĩnh đá này, hàng này là không nhăn không xù không xệ dùm em nha. Ba lỗ vàng tiếp cho em luôn là ba lỗ hồng mấy chị, ba lỗ hồng 60 dưới 58 kg nè. Ai lấy ba lỗ hồng, chúc ba lỗ hồng. Hôm nay em có sale cho mấy chị lời đầm đi tiệc nữa nha. Hàng mới sớt tầm 20-30 cái gì đó, em sale luôn cho nó hết mẫu luôn. Rồi chị thấy An Nguyễn cái dây cam 40 á, chị lên số điện thoại giùm em đi nha chị ơi. Em nhớ cái chị kia là dính vô mà. À quần tây đúng không? À, còn dây gì ạ? À, áo dây còn không em? Ba lỗ vàng luôn cho chị Thúy An Nguyễn luôn, này là chị hai cái đúng không chị ha? Rồi ba lỗ vàng cho chị Thúy An Nguyễn luôn là 60 nè. Còn áo dây không, lấy chị mấy áo dây em? Ôi còn áo dây không? Rồi cái ba lỗ đen này là phông ngắn mấy chị, xe 40 thôi, rất là đẹp nha. Cái này hàng Boris nha mấy chị nha. Rồi ba lỗ đen mấy chị 40 chứ 55 kg nè. À lấy ba lỗ đen chốt thì em luôn ba lỗ đen ha. Rồi dây hồng nè, dây hồng cho em luôn mấy chị, dây hồng cái này là hàng nhung có vết ngực nha, sale luôn 50 nè. Thì cái ba lỗ vàng này bao nhiêu? 60. Rồi dây hồng 50 mấy chị dưới 55 kg nè. Dây hồng 50 dưới 55 kg nha. À lấy dây hồng chốt giùm em luôn, dây hồng cái này là chắc nhung có vết ngực nha mấy chị nha. 50 dưới 55 kg mấy chị. Chốt hai sản phẩm bất kỳ cho bên em đi đơn nha mọi người ơi nhá. Rồi, lên cho mấy chị luôn là một cái mã giấy nè, sale 45 nè. Rồi giấy 45 cho em luôn á chị, cái này là giấy hàng Quảng Châu nhá. Dây hồng cho chị Nguyễn Oanh luôn, khách quen ok chị nè, 50 nè. Coi còn dây không em? Có còn dây không? Rồi thun giấy cho em luôn á chị, thun giấy 45.000 dưới 55 kg nè. Thun giấy nè, thun giấy 45.000 dưới 55 kg nha. Coi còn dây không nha. Rồi thun giấy với chị, giấy 45.000 dưới 55 kg nè, đó thun giấy chút thun giấy nè. Rồi tiếp cho em luôn á chị, dây cam nè. Dây cam dùm em luôn 40 với 55 kg nè. Trời ơi chắc đẹp lắm mấy chị. Dây cam 40 với 55 kg nè. Ai lấy dây cam chút dây cam nè. Rồi cái này xinh nha. Rồi cái này rất là xinh luôn mấy chị. Cái này là dạng là dây yếm nha mấy chị ha. Dây yếm mà có mất ngực luôn. Cái này mặc chân váy hay là cái gì hơi bị xinh luôn á. Rồi dây đen dùm em luôn 45.000 có mất ngực luôn nè. Cái này là chắc bôi rip luôn nha mấy bà. Đó. Dây đen 45.000 đi mấy chị dưới 55 kg nè. Dây cam là 40 nha. Dây hồng em hết rồi. Giờ bữa nay không có gửi về nhà chồng nữa nha chị. Mua hàng là shipper giao hàng luôn giùm em nha chị nha. Rồi cái ba lỗ màu reo này cho em luôn mấy chị. Cái này là ba lỗ sexy nha mấy chị. Phía sau á là đan dây nha mấy chị ha. Đó phía sau là chéo dây như thế này. À, dây đang 45 mấy chị Nguyễn Anh. Nhớ mình cái dây này là còn nè. Con hiểu còn không? À, dây hồng hết rồi bạn ơi. Đây. Đó. Phía sau của nó là mang vô nó chéo nha, nó chéo dây như thế này nha mấy chị. Mấy chị hình dung ra được không ạ? À? Chéo dây như thế này nha mấy chị ha. Rồi chốt giùm em luôn mấy chị, ba lỗ màu reo nè, sale luôn 35.000 nè. À, ba lỗ trương dương dương, ba lỗ chị lấy ba lỗ gì ạ? Ba lỗ màu đen hay màu gì ạ? Mấy chị nhớ là bấm theo dõi cái trang bay này giùm em nha mọi người. À, thật sự với mấy chị luôn là Facebook nó chặn hoài nhưng không like được. Nên là chắc là phải like bên cái trang bay này thường xuyên á. Tôi coi còn dây yếm nữa không Phượng? Dây yếm gì? Anh bỗng ghé lấy hàng giùm chị nha em ơi. Đơn của em trên 1 triệu rồi em ơi. Nếu mà chưa lấy ghé lấy hàng thì chị không có nhận đơn đó nha. Tại vì qua năm ngoái là chị bị bơm rất là nhiều đơn hàng. Mấy chị cứ vào đặt đơn hàng bảo ghé vài 3-4-5 triệu. Mấy chị vẫn không ghé. Nên hôm nay là em có quyết định á. Nếu như mấy chị muốn mua hàng đơn 1 triệu rồi thì ghé lấy hàng giùm em. Còn mà mấy chị muốn mua thì phải cọc rồi mấy chị vô vào lựa thêm nha. Tuy là khách ghé nhưng mà nhiều chị vẫn bơm bình thường nha mấy chị nha. Đơn của Thanh Bẩm là trơn trên 1 triệu rồi. Nên là ghé lấy hàng rồi chị mua sau nha. Chứ còn em không bán nữa. Bơm hàng nhiều rồi em rút kinh nghiệm đi mấy chị. Được thì mua, không được thì thôi. Chứ thật sự là quá khổ luôn á. Đó, buôn bán bây giờ thì cực khổ nha mọi người. Nói từng cái rồi sale này kia, Facebook thì chẳng tới chẳng lui. Đó, mà bây giờ hả còn bị vấn đề bơm rất là nhiều nữa. Nên là mấy chị mua được thì mua nha. Chứ đừng có bơm tội nghiệp em mấy chị thật sự. Rồi cái này chốt cho em luôn á chị nha. Ba lỗ đen nha chị, tương dương dương này.
ba lỗ đen cho chị Tương Dương Dương luôn là 40 này. Ba lỗ reo cho Phan Mỹ Lan ok này. Phan Mỹ Lan ba lỗ reo 35 nè. Reo đen gì đây chị ơi. Rồi reo 35 luôn cho chị Tương Dương Dương này. Đơn hình như đi rồi. Có lên quần luôn nha mấy chị nha. Rồi lên luôn cho em luôn ba lỗ trắng 35 này. Mấy chị hình dung cái mẫu này ok cho em được không? Đó. Đây. Sau lưng mặt là nó chéo như thế này mấy chị, rất là đẹp luôn nha. Mùi em xe 35 ngàn thôi à. Rồi ba lỗ trắng 35 nè. Ba lỗ reo hết rồi bà ơi. Ba lỗ trắng nè. Ba lỗ bò nè. Ba lỗ bò 35 nè. Bữa nay Facebook nó chặn hoài luôn á mấy bà. Tôi thiệt cái chứ. Tôi nói nhập hàng cũng không dám nhập luôn. Bán thì bán rất là sát giá luôn. Phan Mỹ Lan lên số chị ơi. Rồi ai lấy ba lỗ hồng chút. Ba lỗ hồng 35 nè. Ba lỗ hồng 35 nha mấy chị. Rồi ba lỗ xám 35 nè. Đó 35 ngàn thôi, quá đẹp luôn nha mọi người. Cho xe máu vàng chấm bi phía sau. Rồi lấy cái vàng chấm bi cho chị luôn. Tôi quên lộn. Rồi ba lỗ bò luôn cho chị Tương Dương Dương nha. Cái này em sale có 35 ngàn thì quá bèo rồi. Lấy cái áo kiểu vàng cho chị đi. Rồi lấy áo ba lỗ này thì chốt nha mấy chị. Binh Nguyễn như nè. Chị đơn kia chị nhận được chưa hả? Ủa chị có không và Nhi bóng may không có chị. Dây đen em hết rồi. Dây đen em hết rồi chị. Ai lấy ba lỗ thì chốt cho em luôn ba lỗ nha mấy chị nha. Ba lỗ đẹp lắm nè. Ba lỗ xám luôn cho vào hình như nè. Khách quan nè. Đó em còn trắng với hồng thôi mấy chị. Mặc vô phía sau bao dễ thương cưng cho mấy chị luôn. Đó phía sau dặn dây đất chéo này đẹp lắm mấy chị. Hàng không mỏng nha. Hàng rất là ok cho mấy chị. Xe 35 ngàn nha. Rồi em còn ba lỗ hồng với lại ba lỗ trắng mấy chị 35 ngàn. Ngố em còn á chị. Cái gì em cũng còn hết trơn á. Rồi tiếp nha mấy chị. Rồi dây vàng em còn một cái luôn. 45 này giống cái dây đen á. Dục ra ngoài sụt rác luôn chứ để chi vậy. Rồi em còn dây vàng 45 nè. Cái này là Borip có mút ngực nha mấy bà. Hàng này là phôm vừa nha. 45 dây vàng 45 này giống cái dây đen hồi nãy đó. Rồi dây vàng 45 mọi người vào chia sẻ trang bay này dùm em với chia sẻ với lại bấm theo dõi nha. Rồi lên luôn áo kiểu hàng bán shop cho mọi người nè. Hôm nay em xem mấy chị luôn áo này 101 thôi. Rồi chốt dùm em luôn vàng 101 nha mấy chị. Phía sau là nhúng nè. Và phía trước là có mít ngực nha mấy chị. Vàng 101 và đỏ 101 nè. Cái này là phông ngắn mấy chị phối với quần lấy cao giúp em nha. Đỏ 101 và vàng 101 nè. Cầm vượt dây vàng luôn cho chị Phan Hồng 45 nè. Ok chị nè. Rồi dây cam dùm em luôn 40. Chị nào lấy chốt nè. Dây cam 40 nha. Ai lấy dây cam chốt dùm em luôn dây cam 40. Hồi nãy có chị hỏi quần tay suông đúng không ta? Phải không? Lấy quần tay suông luôn cho chị luôn. Phan Hồng lên số chị ơi. Phan Hồng gửi miếng hôm qua chi gì đó. Gì đó. Bữa chị gửi địa chỉ cho Phượng đó. Cái gì đây? Quần tay này còn xây gì? Rồi cái này ôm mà. Rồi cái này là quần tay ôm cho em luôn á chị. Còn cái size S nè 125 ngàn nè. Quần tay ôm nha mấy chị. Quần tay ôm cái này đấy cao nha mấy chị ha. Size S 125. Ai lấy quần tay ôm chốt giùm em luôn quần tay ôm nha mấy chị. Size S 125 ngàn nè. Vàng 45 hết rồi chị. Hết vàng 45. Rồi em Tung còn size gì? Màu đen là còn S với L. Còn cái màu kem nữa. Rồi lên luôn quần tay suông cho em luôn á chị. SML nha mấy chị nha. 125 ngàn nè. Quần tay suông cho em luôn á chị. SML 125 ngàn. Ủa cái gì? Cái màu đen đó là còn S với L. S với L thôi hả? Ừ. S với L. Là đầm hay xếp rồi chị? Đầm hồng. Cái này là đầm hồng nha chị nha. Rồi ai lấy quần tay suông này chốt mấy chị đấy cao luôn. Còn S với L thôi 125 nha. Rồi lên luôn cái áo bara này cho mấy chị nè. Rồi đầm xíu đợi xíu đen. Rồi áo bara nha mấy chị 65 ngàn nha. Có mít ngực nha. Dây là kéo lên kéo xuống nè. Hàng này là hàng rất là xịn cho mấy chị luôn. Rồi bara trắng giùm em luôn mấy chị 65 nè. Rồi bara màu reo 65 nè. Ba lỗ hồng cho chị Kenny Trương à. Ok chị nè. Ba lỗ hồng cho chị Kenny Trương nè 35 nè. Em còn ba lỗ trắng nha. Ai lấy ba lỗ trắng thì chốt để chị quần tay xé hả chị. Quần tay gì đây chị? Quần suông hay là quần ôm chị ơi? Rồi ba ra màu xám dùm em luôn 65 nè. Ba ra mặc đi biển với chị mùa hè đi. Màu xám, màu bò nè. Màu trắng với màu reo dùm em nha. Ba ra 65 ngàn em sale luôn. Mốt ngực cực kỳ đẹp với chị. Và có dây kéo lên kéo xuống cho mấy chị luôn nha. Đầm này mình còn màu gì? Rồi lên luôn cho em luôn đầm thiết kế với chị. Đầm mất shop sale với chị luôn.
Quần ôm mà chị, quần ôm xét thì tầm 45-46kg loại mang vừa nha chị nha. Rồi lên luôn cái đầm này cho em đi mấy chị, đầm này rất là xinh, mấy chị mang đi tiệc được nha. Em sale luôn là 130.000. Cái đầm này là ở dưới á, có đầm mà kiếm bên trên. Đơn hình như là chốt đơn là đi rồi nha bà ơi. Rồi ai lấy đầm hồng 130 thì chốt cho mấy chị bao đẹp nha. Rồi tiếp cho em luôn mấy chị một cái đầm bông trắng này. Một đầm bông trắng cho mấy chị, thiết kế rất là xinh cho mấy chị luôn, 130 nè. Ba đa trắng cho chị Mai Nguyễn ghé lấy nè, 65.000 nè. Lên đập vờ là phải mua hả, trời tu cũng vả quá vợ ơi. Rồi cái này chốt cho em luôn mấy chị, ngủ sexy ok luôn, lấy ngủ sexy cho chị luôn. Đầm bông trắng mấy chị 130.000, cái này hàng shop sale nha mấy chị mặc đi tiệc được đó nha. Ba ra màu trắng với màu ren cho chị bóng bay luôn, ok tình yêu nha. Còn cái ren, dục cái ren qua đây cho chị luôn em. Cái đó còn cái hả? Rồi lên luôn cái ren này cho em luôn mấy chị, ren nhận yếm nha, siêu đẹp nha. Ai lấy cái ren này chốt giùm em luôn ren nè. Ren cho em luôn mấy chị 65.000 nè, trời xinh ha. Rồi ren 65.000 mấy chị, ai lấy ren thì chốt ren nha. Ren gì đó, ren 65.000 có mất ngực. Có đồng chưa? Không có. Sao lại không có? Ở trên cam có, ở dưới nó cũng không có. Ở dưới chứ đâu, cái này có bán cho ai đâu. Rồi đó nó. Rồi mọi người vào chia sẻ bài cho em luôn nha mấy chị ơi. Tụi em về mặt hết nha. Rồi lấy quần tay ôm cho chị Kim Ý nè, ok chị xé nè 125 nè. Rồi lên luôn bộ ngủ sexy nè. Rồi chốt cho em luôn nu mấy chị, nu nha 55.000 nè. Nu 55.000 mấy chị có mít ngực nha, dây là kéo lên kéo xuống được nha mấy bà. Có quần nha. Chốt hai sản phẩm bất kỳ cho bên em đi đơn quá nha. Rồi nu giùm em luôn là 55.000 này, dưới 55kg nè, tím nè. Tím 55.000 bộ ngủ em chỉ còn vài bộ này thôi. Rồi tím 55.000 nè. Màu xám 55 nè, một cái ren cho chị bóng mây luôn 65 nè. Rồi xanh dương giùm em luôn 55 nè. Và màu kem luôn cho em 55 á chị. Màu kem luôn 55 cho em, hai bộ ngủ em cứ xem còn mấy cái đó thôi. Chế nào lấy thì nhanh tay sở hữu liền cho em nha. Ai lấy quần tay ống suông thì chốt nha mấy chị ơi. Đây cái đầm này là bên em có nhiều màu lắm nè. Cái đầm hồng này em có nhiều màu lắm, cho mấy chị xem màu đỏ nha. Trời ơi nhức nách luôn. Rồi ai lấy đỏ chút đỏ giùm em luôn mấy chị. Đỏ nè, trời ơi cơn xỉu nha mấy bà ơi. Đỏ cho em luôn mấy chị 130.000. Ba mấy chị mặc đi đám mới tiệc được cho mấy chị. Chắc là siêu dày dặn nha. Rồi đỏ 130. Đỏ 130 mấy chị. Tiếp cho em luôn là kem nè. Kem 130 cho em luôn ha. Chị nào lấy kem thì chốt kem cho em luôn 130 nè. Kem 130. Kem 130 nha mấy chị. Có màu đen nữa. Chị nào lấy cái đầm này thì mấy chị nhanh tay sở hữu liền cho em luôn. Đầm bao đẹp nha mấy chị ơi. Đầm đẹp cực kỳ luôn. Nó là kéo cái đầm này cho chị luôn cha. Mẫu này mặc lên xinh lắm á chị, mặc đi đám đi tiệc chị cũng được nha mấy bà ơi. Rồi chị nào lấy đầm em đang mang thì chốt cho mấy chị nha, 130 nè. Đầm đang mang 130 mấy chị, form này 55kg đó lại mang vừa cho em nha mấy chị, giảm tay dài nè. Tay dài này xinh lắm nha mấy bà ơi. Dễ thương chưa? Đó, xinh chưa? Rồi chị nào lấy thì chốt nhanh cho em luôn mấy chị. Mẫu đầm đang mang giùm em luôn là 130 nha mấy chị nha, màu hồng nè. Đưa màu cho chị Phương. Màu hồng nha, màu kem nè. Đưa đây. Màu kem với màu đen cho em luôn mấy chị, 130. Đưa. Rồi lấy màu đen chốt giùm em luôn, màu đen mấy chị. Màu đen nè, 130 nè. Rồi màu kem cho em luôn. Chị nào lấy kem thì chốt kem nha, 130.000. Đầm đang mang nha mấy chị ha, rất là dễ thương luôn, có dạng tay nè. Cưng lắm mấy chị, có 130 à. Chị nào lấy đầm đang mang thì mấy chị chốt cho em nha mấy chị ha, rất là dễ thương. Đủ màu. Kéo kéo xuống nha chị luôn. Rồi cái quần giả váy này cho em luôn mấy chị, 99.000 dưới 55kg nè. Rồi giả váy mấy chị 99.000 dưới 55kg nha. Chị nào lấy giả váy chút giả váy. Ừ. Giả váy hả? Gửi xe Tú Anh.
mua anh chiếc màu đỏ ngồi ghế ngồi đúng rồi, anh ghế ngồi hả anh? Ý là xe đó là xe ghế ngồi hay là ghế nằm? Ghế ngồi đúng không? Ghế ngồi. Ừ thì gửi về đây là được. Rồi trong giả váy nè cho em luôn 99 ngàn. Mấy chị còn cái nè, ai lấy giả váy chút giùm em luôn giả váy nha mấy chị, 99 ngàn. Giả váy này 99 ngàn nha mấy chị, 55 kg đô lại là mang vừa nè. Ai lấy giả váy chút giả váy nha. Rồi lên sếp này sale cho mọi người luôn nè. Rồi lên luôn xe xét cho mấy chị luôn nha. Rồi xét trắng mấy chị, hàng Zara này xe cho mấy chị luôn 99 ngàn. Ai lấy xét trắng này chốt nha mấy chị ha, 99 ngàn, 55 kg đô lại mang vừa mấy chị, bao đẹp. Ai lấy xét trắng này chốt giùm em luôn xét trắng mấy chị, hàng này không dưới 200 ngàn cho mấy chị ha. Em xe cho mấy chị luôn 99 ngàn đi. Rồi xét trắng 99 nè. Mọi người vào chia sẻ bài giùm em nha. Rồi xếp vàng giùm em luôn 99 mấy chị. Ai lấy xếp vàng chốt giùm em luôn xếp vàng 99 nè. Xếp vàng 99 ngàn chị nào lấy thì nhanh tay chốt nha mọi người ơi. Đẹp ha. Xếp vàng 99 ngàn. Cái này mặc lên hơi bị che khuyết điểm nha mấy chị luôn. Che khuyết điểm cực kỳ tốt luôn nha. Ai lấy xếp vàng chốt giùm em luôn xếp vàng 99 nè. Rồi set đỏ cho em luôn mấy chị 99 ngàn. Ai lấy set đỏ chốt giùm em luôn set đỏ 99. Set đỏ 99 ngàn, 55 kg đủ loại mang vừa mấy chị. Ai lấy set đỏ này chốt giùm em luôn set đỏ nha, 99 ngàn, 55 kg đủ loại mang vừa. Rồi lên luôn mã này cho em luôn mấy chị. Cái gì cái này chốt giùm em là set kiểu đi. Rồi set kiểu 99 ngàn giùm em luôn, chị nào lấy chốt nè. Xếp kiểu 99 ngàn mấy chị, 55 kg đó lại là mang vừa nha. Chị nào lấy xếp kiểu này chốt cho em đi, cái này còn xếp thôi. 99 ngàn, 55 kg đó lại là mang vừa nè. Rồi xếp kiểu cho em luôn mấy chị, xếp kiểu. Rồi bộ ngố này xe luôn 99 ngàn, 38 kg mặt hơi rộng chị, ngố 99 ngàn. Ngố 99 ngàn và 58 kg đó lại là mang vừa cho em nha. Hai túi hai bên này, cái này là logo theo cho em luôn nha mọi người ơi. Rồi ngố 99 ngàn, 58 kg đối lại. Ai lấy bộ ngố chốt giùm em luôn bộ ngố nè. Cái này là đơn một chốt được không ạ? Đúng rồi. Rồi lên luôn set nu cho em luôn mấy chị 99 ngàn, 55 kg đối lại nè. Chị nào lấy set nu chốt giùm em luôn set nu nha, 99 ngàn, 55 kg đối lại mấy chị set nu. Ai lấy xích nu chốt giùm em luôn xích nu mấy chị, xích nu. Xích nu này dễ thương lắm, cái này là quần váy, cái này cho chân váy có quần trong nha mấy chị ha. Quần trong nè, sau lưng nè, siêu đẹp luôn, 99 ngàn xích nu. Ai lấy xích nu chốt xích nu nè. Ly thị tinh này lấy 99 là cái gì các bạn ơi? 99 là cái gì vậy? Bà gì ta, bà Linh Trần hôm qua giờ tôi like bà bộ ngủ mà chưa chốt được cái nào luôn á. Không chốt được hả? À? Không thích hả? À? Rồi còn hai cái áo khoác dù nè, áo khoác dù này cũng không đít nha mấy chị, dưới 30 kg á. Thổ cẩm giùm em luôn mấy chị ơi, thổ cẩm hai lớp, cái này là dù hai lớp nha, sale 50 thôi, dưới 30 kg còn hai cái nè. Ly thị tinh này xếp 99 là màu gì chị? Rồi. Ai lấy khoác hồng chốt giùm em luôn khoác hồng. Khoác hồng cho em luôn mấy chị 50 ngàn nha. Khoác hồng với lại khoác thổ cẩm này 50 ngàn, dưới 30 kg dù hai lớp nha, cho chị mấy áo morip. Rồi lên luôn mấy áo morip này cho mấy chị luôn nha, xe luôn 50 nè. Môn dùm em luôn 50 mấy chị, dưới 55 kg nè. Môn 50 dưới 55 kg nha, chị nào lấy môn chút môn nè. Môn 50 dưới 55 kg nè. Nu bao nhiêu hả chị? 99 em bạn ơi. Rồi xanh mạ dùm em luôn 50 mấy chị, dưới 55 kg nè. Ai lấy xanh mạ chút xanh mạ nè. Rồi vàng luôn cho em luôn 50 mấy chị, với 55 kg cho em luôn. Tất cả đều là hàng bo rip nha mọi người, giặt không xù không xệ nha mấy chị nha.
Rồi ai lấy vàng chốt vàng giùm em luôn mấy chị. Vàng nè, 50 với 55 kg nè. Vàng 50 với 55 kg rồi đỏ. Chị nào lấy đỏ chốt đỏ cho em luôn đi. Đỏ quá là xinh luôn nha mọi người. Chắc bo rip cái này là phun vừa nè. Đỏ giùm em luôn 50 với 55 kg mấy chị. Ai lấy đỏ chốt đỏ nè. Rồi cái quần kaki này cho em luôn mấy chị, CL này 50 nè. Quần kaki CL 50 cho em luôn mấy chị nha. Cái này là hàng kaki đáy cao nha mấy chị, có hai túi hai bên nè. Kaki CL giùm em luôn 50 đi. Kaki CL cho em luôn 50. Đầm lụa hết rồi chị, hết rồi. Cái đó hàng sale á. Rồi lên luôn quần lưng thun này cho em luôn mấy chị, nhưng mà cái này là chất rinh co giãn nha mấy chị nha. L 50 cho chị Tương Dương Dương kìa. Mọi người vào chia sẻ bài giùm em cái mấy chị ơi. Không ai thấy chia sẻ bài cho em mấy chị. Rồi quần lưng thun mấy chị, rinh co giãn nha, sale 40 luôn. Rồi đen 40 đi, lấy đen chút đen 40 cho em nè. Rồi chân váy CM mấy chị, chân váy CM sale 45.000 có quần trong. Chân váy CM nha, sale 45.000 có quần trong. Lấy cho chị cái bộ cái bộ lụa lụa lon lon lên đây cho chị đi. Bóc mấy cái thể thao qua đây Phượng. Vàng quần hả? Thể thao à, hay là gì? Quần thể thao đuôi chứ. Rồi vàng 50 nè cho Mai Hòa San ghé lấy nè. Áo đang mặc không bán chị. Kaki hả chị? Kaki là gì đây chị Bùi Nhung ơi? Kaki nãy như còn Phượng lấy nữa. Em lên xếp mới chị không mua thì em qua cái khác chứ. Loan là loan lụa, loan lụa dài. Rồi lên quần thể thao cho em luôn mấy chị, 40 nè. Quần thể thao đen 40 nha mấy chị, thể thao xám 40 nè. Và thể thao trắng giùm em luôn 40 nha mấy chị. Lưng thun cho chị Bùi Nhung luôn, ok chị nè. Quần lưng thun cho chị Bùi Nhung 40 nè. À, chị ơi hàng em giữ lại được không chị? Giữ lại là sao em? Đơn kia chị nhận được, em nhận được chưa em ơi? Đúng rồi. Rồi thể thao chị 40 đi. Trời hàng bao chắc luôn á. Mặc ở nhà quần này là bao phê luôn nha. Màu trắng, màu xám này với màu đen cho em mấy chị. Mặc đi thể thao tập kim cũng được 40 thôi. Lấy chị thêm cái quần kaki giống cái hồi nãy á. Rồi lấy luôn bộ lon lụa này cho em luôn mấy chị. Sale bộ này cho mấy chị luôn 80 nè. 80 nha mấy chị ha. Mẫu mới ha. Siêu đẹp cho mấy chị luôn. Hàng tem mát, hàng bao đẹp nè. Kaki 50 CL còn không? Đây kaki 50 CL luôn cho chị Mai Nguyễn nè. Ghé lấy luôn nè. Coi mẫu đó còn không, đem đây ra cho chị luôn. Rồi bộ lon mấy chị, lon sale luôn ta 80 nè. CL 55kg đó lại chị. Y quần đó có không? Y quần lên thun bao nhiêu chị? 40. Quần này còn xe gì nữa không? Rồi em còn kaki CL 50 nữa nè, chị nào lấy chốt nha. Em còn kaki CL luôn 50 nè. Kaki CL 50 em còn cái nữa nha mấy chị. Bộ lon này sale 80, lon hồng nè. Lụa nha mấy chị, siêu đẹp cho mấy chị luôn. Rồi lon hồng giùm em mấy chị 80, lụa nguyên cái bộ dài nha mấy chị ha ha. Hàng tem mát, hàng xịn mát xốp cho mấy chị luôn, vải rất là mát nha. Lon hồng 80 đi mấy chị, 55kg đâu lại, bộ này mặc lên cưng lắm. Tay là tay lỡ cho mấy chị luôn. Lon hồng 80, mặc ở nhà cực kỳ mát nha, chắc này không nhăn nha. Rồi ai lấy lon lon màu đất đi mấy chị, cái này lon đất đi. Ai lấy lon đất chút giùm em luôn, lon đất này 80 nè. 55kg đó lại nha mấy chị ha. À, shipper chưa điện hả em? Ý là em kêu giữ đơn là em giữ đơn gì? Ý là cái đơn mà còn ở chị hả sao? Rồi ai lấy lon màu đất thì chốt với chị ơi. Bộ này quá đẹp luôn á, bộ lụa nha. Siêu đẹp luôn. Kaki 50 chị vừa không thì 55kg đó lại đó chị nhiêu ký thì coi là chị mua. Rồi ai lấy bộ lon này chốt giùm em luôn, bộ lon nhanh tay nha, lon xanh luôn nè. Ai lấy lon xanh chốt lon xanh với chị bộ lụa nha, 80.000 55kg đó lại mang vừa. Ai lấy lon xanh chốt lon xanh nè. Lon xanh, lon hồng với lại lon đất nha mấy chị. Kaki CL em còn hai cái nha, chị nào lấy chốt em sale luôn cái 50 à. Kaki CL sale luôn 50 thôi mấy bà ơi. Vài bữa là vài khi nào em? Rồi cái này chốt luôn á chị, bộ loan nè. À, cái này đầu đùi nha. Rồi cái này chốt giùm em. Rồi bộ 39.000 cho mấy chị luôn đi. Bán cho nó hết luôn cho rồi nè.
Rồi bộ này là bộ 3D nha mấy chị, siêu đẹp luôn, 39 ngàn. Chốt giùm em luôn bộ 39 nha mấy chị, còn vài bộ thôi. Rồi bộ 39 ngàn cho em luôn mấy chị. Cái này là hàng thun lạnh 3D nha, in trực tiếp lên lên đồ luôn, nên là không có bị vấn đề là dính keo hay gì nha. 39 ngàn luôn. Loan đắt cho chị Kenny Chuông, chỗ cái bộ loan là đẹp lắm. Chị Yên Yến không lấy hả, mấy bữa thích lụa lắm mà. Bộ rất sang lắm nha. Rồi đấy, bộ 39 thì chốt nha mấy chị. Cái này là hàng in 3D, hàng rất là ok cho mấy chị nha. 80. Rồi bộ 39 lên số điện thoại cho em đi mấy chị, lấy cho chị mấy cái quần lưng thun màu xanh màu đồ hay cái gì đó sale. Chốt hai cái cho bên em đi đơn giùm nha mấy chị ơi. Một cái là bó giò bó tay luôn nha. Rồi trắng giùm em luôn 50 nè, bo rip form bình thường nè. Trắng 50 mấy chị dưới 55 kg nè. Trắng 50 với 55 kg nè. Còn đầm ngủ không nhi, còn luôn lấy đầm ngủ cho chị luôn. Rồi môn luôn 50 với 55 kg mấy chị, form ngắn nè. Môn 50 với 55 kg nha, chị nào lấy môn chút môn nè. Môn 50 với 55 kg mấy chị, hàng này em cam kết giặt không đi khi nào mà cho nó hư luôn nha mấy bà. Rồi đen giùm em luôn 50 với 55 kg nè. Đen 50.000 thôi, dưới 55 kg cho em. Đó, màu nu luôn nha mấy bà ơi. Ai lấy nu thì chốt nu. Ai lấy nu chốt liền nu luôn mấy chị, nu. Hàng bo rip rồi bên em là cam kết là hàng bao chất lượng rồi. Rồi cái thun giấy này còn cái C45 nè. Thun giấy 45 mấy chị, 55 cái đủ loại nha. Ai lấy thun giấy chốt thun giấy nè. Rồi đầm ngủ này còn vài cái chị, đầm tôn nha chị ơi, 65.000. Đầm xanh cho em luôn 65.000 mấy chị, form này dưới 60-62 kg đều mang được nha. Cái này là đầm phải tôn nhá. Bộ 39 cho su ok chị nè. Chốt hai cái cho bên em đi đơn nha chị đẹp ơi. Đầm xanh 65.000 mấy chị. Đầm xanh giùm em luôn 65.000, cái này là đầm hàng tôn nha mấy chị, dưới 62 kg mang vừa này. Có bộ ngủ 100k không em, là sao chị ngủ nào mà 100k. Rồi nu 50 luôn cho chị Kim Yến nè, nãy có đơn nè. Đầm xanh 65 á chị, dưới 60-62 kg được mang được nha, đầm chắc tôn nha mấy bà, mặc cực kỳ thoải mái luôn. Rồi đầm trắng 65 nè. Ai lấy đầm trắng 65 thì chốt giùm em luôn đầm trắng 65 đi mấy chị, đầm trắng 65. Đầm trắng 65. Đầm này đầm chắc tôn nha, trời ơi chắc cực kỳ đã luôn. Mặc cực kỳ sướng luôn nha. Đầm trắng 65 cho chị Tương Dương Dương ok chị nè. Trời ơi đầm này hàng tôn là mấy bị biết rồi, chắc bao bao xịn luôn á. Rồi ai lấy bi chút bi cho em luôn 65 nè. Bi 65 cho em luôn mấy chị, có bề phía dưới nè, chị nào mà có bầu có bì gì đó là bông trang được cho em luôn á nha. Rồi bi luôn 65 mấy chị. Rồi bi 65, bi 65 nha, ai lấy bi chút bi nè. Bi 65. Rồi tiếp cho em luôn là caro mấy chị. Lên cho mấy chị luôn một cái mã đầm caro nha. Đầm này mẫu mẫu, mẫu khác mẫu nãy nữa nè. Rồi caro giùm em luôn 65 mấy chị ơi. Caro 65 mấy chị, form này 60-62 kg nha, đầm chắc tôn nha. À lấy caro chốt giùm em caro đi mấy chị, caro nè. Rồi lên cho chị luôn là cái quần mà thể thao mà dạng lửng đó mọi người. Thể thao như lửng lửng bo bo gì đây nè. Rồi quần này em sale cho chị luôn mấy chị ha, 35.000. Rồi quần vàng này 35.000 cho em luôn mấy chị, thể thao dạng lửng nha, có bao có túi nè. Rồi quần vàng nha, sale mọi người luôn 35.000 đi. Dưới 55 kg mấy chị. Quần vàng 35.000 dưới 55 kg nè. Quần lửng mặt nhà. Rồi ai lấy xanh đen chút xanh đen luôn 35 nè. Xanh đen 35 cho em luôn mấy chị, thể thao lửng nha. Xanh đen 35 dưới 55 kg, cái này mình hay con mình mang cũng được, tùy thêm mấy chị lựa chọn. Vàng 35 cho Phan Mỹ Lan nè. Cái này mỗi màu chắc cũng còn có một cái thôi mấy chị ha, nên là ai thích thì chốt liền đi, 35 ngàn nó quá rẻ một cái quần lửng như này luôn á. Rồi reo 35 cho em luôn mấy chị. Reo 35, chị nào lấy reo 35 chúng reo 35 nha. Thể thao lửng nha, có túi có bo ha. Reo 35. Ai chia sẻ bài giùm em cái mấy chị ơi. Rồi hồng cho em luôn 35 mấy chị, ai lấy hồng chút hồng nè. Hồng 35 cho em luôn dưới 55 kg nha. Hồng 35 dưới 55 kg nè. Rồi hồng đi mấy chị, hồng nha, màu màu xám nè.
Ok luôn, thu phí nè, lấy 8 chút xám nè. Rồi xám 35 cho em luôn các chị. Ai lấy 8 chút xám. Thể thao quần lửng 35.000. Cái này là giá, là giá à? À, như vừa bán vừa tặng luôn á mấy chị. Có 35.000 con quần nó quá rẻ rồi. Rồi chốt hai sản phẩm bất kỳ cho bên em đi luôn nha mọi người nha. Lấy gì đây ta? Vô chị mấy cái áo ở trong mấy cái góc này vô đây ra đây cho chị luôn đi. Đây nè, trong chỗ này nè. Rồi reo 35 luôn nha chị Cẩm Tú nè. Chốt hai cái cho bên em đi đơn nha mấy chị ha. Chốt cho cùng một like đi đơn luôn, không giữ đơn nha. Rồi ba lỗ trắng này cho em luôn mấy chị, 50 này dưới 55kg nè. Ba lỗ trắng mấy chị 50 với 55kg phôn bình thường nè. Ba lỗ trắng 50 với 55kg nè. Hồng 35 cho vitamin gây mê ghé nè. Ba lỗ trắng đi mấy chị, ba lỗ trắng. Rồi một xám luôn cho chị Thủy Tiên Phan luôn, ok chị ha. Trợ quần mặt nhà 35.000 lửng luôn, bao đẹp ha. Rồi đen dùm em luôn mấy chị, đen nè. Đen quá chị, 58kg mặt vừa không mà chị. Cái gì chị, cái gì 58kg mang vừa. Thế nào. Rồi đen dùm em luôn 50 với 55kg nè. Đen 50 với 55kg mấy chị. Ai lấy đen chút đen nè. Boris nha. Đen 50 với 55kg mấy chị. Rồi mã kiểu này xe cho mọi người luôn 35.000. Mua hàng giá rẻ nhưng mà được xem hàng nha mấy chị ha. Đó, cái này là giá sale còn nửa giá thôi. Rồi kiểu giùm em luôn 35.000 mấy chị. Kiểu 35.000, cái này bình thường được, bẹt vai được luôn nè. Kiểu 35.000 với 55kg, chắc siêu dày. Rồi đen luôn 50 cho chị Phụng Ngọc nè. Chốt hai cái đi đơn giùm em nha chị nha. Rồi kiểu 35 thôi. Ai lấy kiểu 35, chốt kiểu 35 mấy chị, kiểu 35. Rồi tiếp cho em luôn mấy chị, trắng 50 phôn bình thường nè. Trời ơi, mấy áo Thái này là siêu xịn cho mấy chị luôn, bô riết Thái nha mấy chị nha. Kiểu 35 Duy Thanh lên số giùm em luôn chị. Rồi trắng 50 mấy chị, dưới 55kg là phôn bình thường nè. Bô riết Thái luôn, chắc bao bền, giặt là không xù không xệ nha mấy chị ơi. Trắng 50. Trắng 50 cho em luôn mấy chị, tiếp giùm em luôn mã đen 40 nè. Đen 40 luôn, phôn rộng nha mấy chị, có cổ cho em luôn, siêu đẹp nha. Nè logo này là logo theo nha mấy bà. Rồi đang dùm em luôn 40 mấy chị, dưới 60kg nam nữ đều mang được nè. Form rộng có cổ nha. Đang 40 đây dưới 60kg mấy chị. Đang 40 dưới 60kg nè. Mọi người vào chia sẻ bài dùm em nha mấy chị ơi. Rồi bông tẩy trang còn chị, bông tẩy trang còn nha chị ơi. Một hộp 320 miếng giá chỉ có 50.000. Cho chị xin mượn cái hộp kia. Trong cái bịch chị ăn đúng rồi. Rồi đầm này á chị 130 nha. Màu đen, màu hồng, màu kem nha chị ơi. Rồi đầm hồng dùm em luôn 130 mấy chị. Trắng 50 luôn cho Cẩm Tú. Ok chị Duy Thanh đặt hàng lấy số dùm em. Rồi cái này chốt cho em luôn mấy chị. Hộp bông tẩy trang nha. Một hộp như thế này. Mấy chị biết không, cái hộp nó rất là tiện, là khi mấy chị xài là nó sẽ không bị bụi. Mình có xài xong rồi mình đậy lại thôi ha. Đó 320 miếng nha mấy chị nha. Giá có 50.000 một hộp thôi. Rồi một hộp bông tẩy trang cho chị Phương Tiền Lê nè. À, với hai tiếp chống thẹo Thái ghi vô giấy cho chị luôn. Dạ ở đó đúng rồi. Rồi tiếp cho em luôn các chị, mã này chốt giùm em luôn, mã kiểu 35 nữa nè. Chị Phương Tiền Lê nha. Rồi kiểu cho em luôn 35 mấy chị, dưới 50kg nè. Kiểu 35 dưới 50kg mấy chị nha. Kiểu nè. Rồi kiểu 35 dưới 50kg mấy chị. Rồi tiếp dùm em luôn là vàng 40 nha mấy chị ha. Áo Thái của team luôn. Vàng 40 dưới 55kg nè. Duy Thanh lên số điện thoại cho chị. Vàng 40 dưới 55kg ha. Ai lấy vàng chút vàng của team logo theo nha mấy bà. Vàng 40 với 55kg nè.
Rồi màu kem á chị, kem 40 với 55 kg cho em luôn nha, chữ theo áo thái. Rồi kem 40 mấy chị dưới 55 kg nè. Rồi xanh dương cho em luôn mấy chị, 40 với 55 kg mọi người. Ai lấy xanh dương chốt giùm em luôn xanh dương nha. 40 với 55 kg áo này mặc sướng lắm, khôn bình thường nha. Rồi xanh đậu cho em luôn mấy chị ơi. Xanh đậu giùm em luôn 40 với 55 kg nè. Ai lấy xanh đậu chốt xanh đậu nè của team nha. Xanh đậu 40 với 55 kg nè. Xanh đậu 40 với 55 kg, ai lấy xanh thì chút xanh giùm nha. Vàng 40 cẩm tú nè. Lấy phơn ôm hay sao? Đúng rồi chị, phơn ôm. Rồi nu 35 cho em luôn mấy chị, nu 35 nè. Nu 35 nha mấy chị ha, áo kiểu nha. Áo kiểu tây phòng mấy chị, phơm ngắn nè. Nu 35 mấy chị dưới 55 kg nè. Sale áo lộn xộn đi mấy chị ơi. À, còn gì sale nấy nha mấy chị nha. Bán giá cực kỳ mềm cho mấy bà luôn. Rồi tiếp giùm em luôn hoa xanh 40 với 55 kg mấy chị. Cái này là phơm vừa nha. Cái này là co giãn nè. Hoa xanh giùm em luôn 40 với 55 kg nè. Hoa xanh 40 với 55 kg. Hoa xanh. Hoa xanh 40 với 55 kg nè. Vàng 40 cho chị Lina Bell nè, xanh đậu 40 cho chị Cẩm Tú nè. Vàng chốt rồi. Vàng hết rồi hả? Coi trên cây còn không nè. Xanh đậu 40 cho Cẩm Tú nè, xanh đậu cái kia. Rồi hoa tím giùm em luôn 40 với 55 kg nè. Đưa đưa đây chị. Chị Lina Bell, chị lấy cái vàng này được không chị ơi? Chị lấy vàng này được không chị? Lấy được cùng bên ok cho em nha, 40 luôn á. Cẩm Tú lên số chị. Rồi cái này là chốt giùm em là vàng tím nè. Vàng tim này chị Lê Bêu lấy cái vàng này thì chốt nha, cái vàng kia khách lấy rồi. Rồi hoa tím giùm em luôn mấy chị, 40 với 55 kg nè. Ủa trời trời. Cái này có quần nữa mấy bà ơi. Rồi bộ tím 40 mấy chị, bộ tím 40 nha, dưới 55 kg nha, nguyên một cái bộ lụa luôn. À lấy bộ tím chốt giùm em luôn, bộ tím đầm còn chị. Bộ tím, có đó bộ. Rồi vàng phản quang 40 cho chị Phụng Ngọc nữa ok nè. Em còn cái vàng tim nha, ai lấy vàng tim chút vàng tim nha. Vàng tim giùm em luôn 40 nè. Rồi hồng cổ cho em luôn mấy chị, 40 với 55 kg cho em luôn. Hồng cổ 40 với 55 kg mấy chị, hồng cổ nè. Ai lấy hồng cổ chút giùm em luôn, hồng cổ 40 với 55 kg này. Duy Thanh đặt hàng lấy số đi chị. Sao cứ chấm miết mà em cứ bảo lên số mà thế chị chưa thấy lên. Rồi xanh đậu giùm em luôn 40 với 55 kg mấy chị. Xanh đậu 40 với 55 kg nè. Đấy chị mấy cái đầm xinh xinh luôn. Rồi tiếp giùm em luôn nu 40 mấy chị dưới 55 kg nè, vàng tim Lila Bell ghé nè. Rồi nu cho em luôn mấy chị 40 với 55 kg nu kiểu nha, tay lứa siêu dễ thương. Nu 40 với 55 kg, chị nào lấy nu chút nu. Nô 40 với 55 kg mấy chị. Rồi quần kaki em còn CL sale 50. Quần kaki em còn CL sale 50 nha. Quần kaki em còn CL mấy chị, coi giãn đáy cao sale 50. Còn mình còn tim không em? Còn vàng tim hay gì không? Quần bách ghi luôn ok chị nha. Rồi bộ 3D mấy chị sale luôn 39 ngàn nè. Rồi bộ 39 ngàn dưới 55 kg mấy chị. Em hết vàng tim rồi, em còn xanh được không? Xanh đậu được không chị? Rồi bộ 39 ngàn cho em luôn mấy chị. Cái này là hàng 3D nha, vải cực kỳ mát luôn. 39 ngàn dưới 57 kg nè. Bộ 39 ngàn dưới 57 kg mấy chị. Rồi mã này chốt chùm em trắng 40 nè. 3D cho chị Nhi Yến nè. Bữa nay em sale có 39 ngàn cho mấy chị luôn. Facebook mắc tương tác quá nhiều, chặn like chặn đồ. Rồi một quần 50 chị Nhật Quyên ok chị nè. Chốt hai cái bất kỳ cho bên em đi đơn nha mấy chị nha. Rồi trắng 40 với 55 kg nè. Trắng 40 với 55 kg nè, Lê My luôn, bộ 39 lên số giùm chị đi em. Bộ 39 cho Lê My nè, chốt hai cái cho Nhi đi đơn với nha. Trắng 40 với 55 kg nè, chị nào lấy trắng chốt trắng nè.
Rồi thun giấy mấy chị sale luôn 45.000 với 55kg nè. Thun giấy nha, 45.000 với 55kg nè. Ai lấy thun giấy thì chốt nè. Tiếp cho em luôn mấy chị. Cam 50 với 55kg nè. Áo boris nha. Cam 50 với 55kg nè, cam nè. Rồi hồng cho em luôn 50 với 55kg luôn mấy chị. Ai lấy hồng chốt hồng nè. Hồng 50 với 55kg nè. Rồi tiếp cho em luôn là mã nu nè. Mã nu này cho em đúng chị, nu. Cái này là nu thổ cẩm nha mấy chị ha, họa tiết rất là xinh luôn, sang lắm. Rồi nu giùm em luôn 60 với 55kg ha. Chị nào lấy nu thì chốt nu nè. Rồi đầm hàng xốp nha mấy chị. Cái này còn mấy cái sale luôn nè. Cho em coi lại bộ 39 được không? Rồi được xíu đi em. Rồi đầm hàng xốp nha mấy chị. Chắc này chắc hàng Zara giùm em nha mọi người. Cái này là em bán giá là thật sự không còn gọi là giá sale, nó gọi là giá thanh lý cho mấy chị luôn nha. Rồi 80.000. Form này từ 40 cho đến 55, 56 cái đó lại mấy chị đồng mang vừa cho em luôn, đầm đi tiệc nha. Sau lưng có dây kéo nè. Đó. Rồi đầm nu em xem mấy chị luôn 80 cho nó hết hàng luôn mấy chị. Đầm hồng 80 nè. Đầm xanh giùm em luôn mấy chị, đầm xanh 80 nè. Rồi cái này chốt giùm em luôn là hồng đậm 80 nè. Đó, sale rẻ cho mấy chị luôn. Đưa cái bộ của Lê Mi qua đây. Bộ rồi bộ ba cái gì nu nào ta? Nu này chị, nu 60 này đúng không chị ha? Chú chị là Yến Nguyễn Thị Phi lên số điện thoại cho em nè. Bộ 39 nha em yêu anh nè, chốt đơn chiều gửi đơn luôn nha bà ơi. Bộ 39 em yêu anh nè, bộ 39 cho chị Ánh Nguyệt nè. Rút chị một cái áo nu nữa em. 39 cho Lê Mi nè, coi lại nè, em có lấy thì chốt nha em ơi, còn vài bộ thôi nha. Rồi nu 60 luôn cho chị Nguyễn Thị Thu Hà lấy số giùm em luôn, nu luôn cho Danh Thế Hồng Xuyến lấy số cho em luôn. Rồi bộ 39 nha mấy chị, cái này là hàng 3D cho mấy chị, rất là mát luôn á. Đó, Facebook gì mà nó chặn mí không like được mấy chị, hàng thì cứ bị áp nập. Các năm này là bán thì cái chưa bán đó, sát giá luôn. Rồi 39 mấy chị, ai lấy bộ 39 đó, bộ 39 nha. Nghe gì hai? Dạ đưa con điện rồi. Dạ không sao hết. Dạ nghe gì hai cô đăng like nha. Dạ. Rồi đầm nu 80 cho chị Mai Nguyễn nè. Đầm này nghe mấy chị đi tiệc á, không có bà nào mà nghĩ đầm 80 ngàn hết trơn á mấy bà ơi. Yến Nguyễn Thị Phi lên số điện thoại giùm em, lên bay ok này. Danh thể Hồng Xuyến gì lấy số điện thoại cho em đi chị. Nguyễn Thị Thu Hà. Rồi ai cứ lấy đầm thì chốt cho em luôn nha. Hồng đậm nè, hồng đậm 80 nè. Rồi cái màu xanh này lạ nhìn đẹp lắm nha mấy chị. Đó, xanh là 80 nè. Rồi cái màu này mấy chị chốt giùm em là hồng nhạt đi hè. Hồng nhạt cho em đi 80 nha mấy chị ha. Đầm bao đẹp luôn á. Bộ 39 cho Thúy An luôn, lên số giùm em đi chị. Rồi bộ 39 em còn xanh nữa nè, gửi chung chú Hình Như ok chị nè. Rồi cái này chốt giùm em luôn là bộ xanh 39 nè. Hồi nãy là hồng hồng cam cam nha mấy chị, cái này là xanh nè. Ai lấy xanh chút xanh giùm em luôn 39 mấy chị, xanh 39 nè. Danh Thế Hồng Xuyên. Cái này là hàng 3D nha mấy chị, nên là mặc rất là ok luôn. Yến Nguyễn Thị Phi lên số chị ơi. Rồi tiếp cho em luôn mấy chị, nu chữ nè. Ai lấy nu chữ chốt giùm em luôn, vô nu chữ nha mấy chị, hàng Thái nha. 60 nè, xanh 39 luôn cho Nhi Yến nè. Nu chữ 60 nha mấy chị, dưới 55kg nè. Hàng Boris Thái bên em, hàng chuẩn shop luôn, mấy chị mua hàng cứ yên tâm đi. Không có bán hàng mà nó đeo tàu lao. Rồi chị Phi gái lên số đi chị. Dây cam giùm em luôn 40 với 55kg mấy chị. Dây cam 40 với 55kg nè. À lấy dây cam chút, dây cam này lấy cái mấy cái quần lấy kia đây thì chị xe luôn em. Rồi nu chữ 60 nè cho chị Phan Hồng nè, cái này em còn mấy cái à. Ai lấy thì có chút liền nha mấy bà ơi. Chứ không có hàng đâu nha. Chị mấy quần cơ kỳ xuống đây luôn. Rồi vàng này xe cho mấy chị luôn 40 nha mấy chị. Vàng 40 cho mấy chị nha, thêu bao đẹp nè. Vàng 40 nè, dưới 55kg phong ngắn nè. Lấy gì vậy? Thôi để đây đây. Lấy mấy quần cơ kỳ đi đùi. Rồi vàng 40 nè mấy chị. Vàng 40. Lấy vàng 40 chứ vàng 40 nha. Rồi nu chữ ok chị nè. Nu chữ nè 60 cho chị Sa Nguyễn nè. Rồi áo beo nè xe cho mấy chị luôn 42.000 nè. Tay lửa siêu đẹp nè.
Cái này em còn hai cái, xe luôn 42.000 cho hết luôn, phone bình thường nha. Rồi bao 42.000 mấy chị, dưới 55kg nè, còn hai cái chốt cho hai chị thôi chứ không có nhiều đâu. Hai cái thôi, xe luôn 42.000 đưa trước đi em. Còn xe gì? Rồi kaki trắng CM dùm em luôn mấy chị, siêu đế cao nha, xe luôn 50. Kaki trắng CM mấy chị. Chốt dùm em là trắng mờ nha mấy chị ơi, trắng mờ dùm em luôn 50 nè. Trắng mờ 50 nha mấy chị ơi. Rồi cái này chốt dùm em luôn màu đen CM luôn 50 nè. Cái này là kaki siêu đáy cao nha mọi người. Rồi đen mờ 50 mấy chị và trắng mờ 50 nè. Cái này còn hàng lẻ tẻ lung tung nè, em xem cho nha. Trang Nguyễn lên số đi chị. Danh Thế Hồng Xuyến chưa có số luôn chị ơi. Rồi áo hoa kiểu nè, em xem cho mấy chị luôn 30 đi. Trắng mờ luôn nha chị Nhật Quyên, ok chị 50 nè. Rồi bữa nay mấy chị mua hàng là bao giá rẻ cho mấy chị luôn á. Rồi hoa mấy chị, hoa kiểu C30 luôn, hoa lụa chắc siêu dày nha, không có ghi 30.000 mà vẫy mỏng không có nha mấy chị. Mua hàng mấy chị được xem hàng cho em luôn. Cái này là em sale thiệt tình đó, tại vì Facebook bây giờ nó căng quá. Rồi 30 mấy chị, hoa 30 đi dưới 55kg nha. Hoa 30 dưới 55kg là lấy hoa chút hoa nè. Rồi cái quần trắng này CL mấy chị, kaki trắng còn không? Mẫu đó hết rồi đúng không? Rồi cái này còn xe gì? Bao luôn cho chị Trần Công lên số điện thoại giùm em 42 nè. Kaki trắng CM hết rồi nha, còn kaki trắng CL nè. Rồi còn kaki trắng CL cho em đúng không chị? Trang Nguyễn với lại Danh Thế Hồng Xuyến lên số đi chị ơi. Trắng CL giùm em luôn mấy chị 50 nè, trắng CL 50 áo đông mang không bán nha chị. Trắng CL 50 nè. Rồi đen CL luôn 50 mấy chị. Đen CL luôn 50 cho em nha. Hoa 30 luôn cho Hồng Nguyễn Thị, ok chị nè, chốt hai cái đi, đơn lên số giùm em nè. Cho chị coi áo beo cổ sau lưng đi cân, ok chị nè, lấy cái beo có cổ cho chị luôn. Beo cho Trành Thành Công rồi lên số đó chị, 42.000 lên số giùm em nè. Rồi áo ren đó chị, ren hàng cao cấp nha mọi người. Lên lụa 75 mà lụa 75 tay ngắn lấy chị một ri luôn. Rồi áo ren mấy chị, hàng kiểu có mít ngực nha, áo kiểu ren sale luôn 50 nè. Ở dưới cũng có kìa em. Ren giùm em luôn 50, chị nào lấy chốt nè. Ren 50 áo kiểu mấy chị, có một màu đen thôi, dưới 55kg măng vừa nha. Hồng Nguyễn Thị lên số đi chị. Thành Trần Công là hình như đó, cái gì hết binh. Đen CL luôn cho chị Hà My Nguyễn, ok chị nè. Rồi cái quần kaki series cao mà em sale có 50.000 thôi à. Hà My Nguyễn 50 lên số giùm em nè. Chốt hai cái đi đơn nha mấy chị. Rồi trắng CL có chị nào lấy không mấy chị? Trắng CL này 50 nè. Rồi đen CM nè, đen CM 50 nè. Ok chị Sa Nguyễn nè, thể thao em sale cho mấy chị luôn 45.000 nè. Quần thể thao cái này em cam kết với mọi người là chắc dày, nếu nhận hàng chắc mỏng không cần phải nhận hàng nha mấy chị nha. Rồi sale luôn 45.000 mấy chị, có sọc có túi có bo nha mấy chị, 45.000 thể thao. Thể thao 45.000 cho em. Không có cái cục này, còn một cục nữa, cái cục mà họ tiết lung tung á. Rồi thể thao giùm em luôn 45.000 nè. Thể thao 45 mấy chị, ai lấy thể thao chốt thể thao nè. Hà My Nguyễn, Hồng Nguyễn Thị lên số đi chị. Không phải luôn. Cái cục mà gu xì rồi lung tung quá em à, nó có màu này màu kia rồi đó. Rồi tiếp giùm em luôn mấy chị ơi, bộ hoa 40 nè, bộ lụa đùi nha. Hoa 40 giùm em luôn dưới 55kg nè. Hoa 40 dưới 55kg mấy chị, ai lấy hoa này chút hoa nè. Hoa 40 dưới 55kg mấy chị. Đâu rồi, áo beo nãy lấy cho chị chưa? Bộ hoa 40 luôn cho chị Nhi Yến nè. Rồi cái này sale cho mấy chị luôn mấy chị, 40.000, đỏ giùm em luôn 40 dưới 60kg nha. Đỏ 40 dưới 60kg nè, chị nào lấy đỏ thì chốt đỏ nha. Quần ống rộng là quần rinh hay là quần tây chị ơi? Đỏ 40 dưới 55kg. Đúng, lấy áo bèo chưa? Áo bèo có cổ chưa?
Đặt hàng lấy số giùm Nguyễn em. Chưa có số chị Hồng Nguyễn Thị với lại Danh Thế Hồng Xuyên chưa có số. Ủa, Danh Thế Hồng Xuyên nãy thấy lên chưa ta? Lên nãy giờ rồi kìa má, ngồi đọc miếng. Thể thao 45 cho chị Vịt Chiến Nguyễn ok chị nè, 45 nè. Rồi áo bê em để xe cho chị luôn, 45 ngàn nè, pyjama đùi hả em. Nói chung còn lung tung mấy em ơi, giờ em coi giùm chị đi, cũng không biết nữa. Hoa 40 hết nha. Rồi bao luôn các chị, 45 ngàn nè. Bao 45 ngàn với 55kg các chị. Ai lấy bao 45 thì chút bao 45 nè. Cái này có cổ nha, bao 45. Rồi áo trắng nè mấy chị, trắng xe mọi người luôn, 35 ngàn với 60kg nè. Trắng 35 ngàn với 60kg nè, chị nào lấy trắng chút trắng nè. Cái gì của ống su gì mà loại 40 đến 45 căng chị ơi. Là ý là chị coi là quần rinh hay là chị coi á là quần tay. Rồi áo bê luôn 45 luôn nha chị Sang Nguyễn nè. Bê hình như em còn. Ở dưới cây có không? Ở dưới cây đây nè. Đây nè. Có không biết đường chốt. Rồi trắng 40 với 60kg mấy chị. Trắng 40 nè. Rồi lên luôn pyjama nha mấy chị. Pyjama lụa tay ngắn quần dài. Áo bê em còn nè. Chị nào có lấy bê 45 nữa thì chốt nè. Còn cái nữa nha. Bê 45 có của em còn cái nó bê rồi mặc lên chắc đã lắm. Siêu mềm mịn luôn, thoải mái nữa. Rồi lên luôn bộ này cho em đi mấy chị. Cái màu nu này là màu ăn tiền luôn á. Bao sang luôn 75 ngàn nè. Tay ngắn quần dài mấy chị. Lụa không ai bán 75 đâu. Đó. Rồi nu nha mấy chị ha. Sang chưa. Chim án bay lượn lờ 75 ngàn. Nu 75 mấy chị dưới 55kg nè. Chốt hai sản phẩm bất kỳ đi đơn nha. Trong cùng một like đi đơn luôn giúp em không giữ đơn. Nu 75 dưới 55kg nè. Nu bao đẹp luôn á. Em còn 4 bộ thôi hết rồi nha. Vàng luôn 75 nè. Ai lấy vàng 75 chốt giùm em luôn. Vàng 75 mà chị dung có một hai mẫu thôi. Rồi vàng 75 giùm em luôn mấy chị. Ai lấy vàng chốt vàng nè. Đây pyjama tay ngắn quần dài đi bạn ơi. Tay dài này cũng có luôn nha. Rồi vàng 75 mấy chị. Lụa siêu đẹp siêu mát. Vàng 75. Đây này đâu có chốt dài không? Không. Nô 75 cho Nguyễn Thị Thu Hà ok chị nè. Rồi tiếp cho em luôn mấy chị là xanh xanh đậu này, nu 75 cho Như Yến luôn nè. Nu hết luôn rồi Ly Huỳnh ơi, còn vàng với xanh đậu nè. Cái này có treo trên cây không? Rồi ai lấy xanh đậu chốt xanh đậu nè mấy chị, hết nu rồi. Cái này trong trong đó còn không em? Trong kẻ. Rồi ai lấy màu xanh đậu chốt xanh đậu nha, hết nu nha. Còn vàng với xanh đậu nè. Còn vàng với xanh đậu mấy chị 75 ngàn lùm anh em là từ đó tới giờ bán là mấy chị biết chắc rồi. Rẻ thì ti, rẻ hơn tăng 20 ngàn chẳng qua để em lờ ít thôi. Rồi còn xanh đậu với vàng mấy chị tiếp cho em luôn nè. Qua luôn cái mẫu mới nè mấy chị. Qua luôn mẫu mới này cho em nha, đợi xíu đi mọi người ơi. Coi like thì mỗi người đợi em mỗi xíu nha. Chứ bây giờ trên đây có mình em xem like hết được. Có quần kaki lưng cao không? Kaki là kaki dài hay kaki đùi em ơi? Rồi lên cho mấy chị luôn pyjama này tiếp tục nè. Cam luôn 75 nè. Trời ơi lụa mà tiểu thư luôn quá. Xốp xinh luôn nè. Rồi cam 75 dùm em luôn dưới 55kg nè. Cam 75 luôn dưới 55kg nha. Chị nào lấy cam thì chốt cam nè. Có đầm bầu không chị? Xe nhỏ ai em nhỏ con ở đầm Babydoll được không? Rồi cam dùm em luôn 75 mấy chị. Ai lấy cam chốt cam nè. Ca kia đùi có luôn. Vừa like qua luôn á. Rồi cam 75 cho em mấy chị. Lụa nha, lụa tay ngắn của nhà tiểu thư bao xinh luôn. Rồi tiếp giùm em luôn là đỏ 75 nè. Ai lấy đỏ 75 chốt giùm em luôn, đỏ 75 mấy chị. Đỏ 75 dưới 55kg nè. 55, 56kg gì cũng mang được nha mấy chị. Có 40kg mấy chị cũng mang được cho em luôn. Rồi chị nào lấy đỏ 75 chốt đỏ 75 nè. Rồi đỏ 75 mấy chị, đỏ nè. Vàng. Rồi chị nào lấy vàng chốt vàng cho em luôn 75 ngàn. Rồi cam 75 luôn cho chị Sơn Kim ok chị nè. Vàng mấy chị, ai lấy vàng chút vàng nha. Trắng da lâu cũ nè. Vàng 75 luôn cho chị Như Yến nè. Bộ này là bao bao mặt sướng luôn á trời.
Rồi xanh ngọc này cho em luôn mấy chị, 75 luôn nè. Bộ này cưng lắm, mặt nhà đồ dễ thương, selfie chụp hình cũng cưng. Rồi xanh ngọc giùm em luôn, 75 với 55kg nè. Ai lấy xanh ngọc chốt giùm em luôn xanh ngọc nha. Xanh ngọc mấy chị, 75 ngàn với 55kg nè, xanh ngọc nè. Rồi xanh dương cho em luôn mấy chị, ai lấy xanh dương chốt xanh dương nè. Rồi xanh dương giùm em luôn mấy chị, 75 ngàn với 55kg. Chị nào lấy xanh dương thì chốt xanh dương nha. Ở trên đó còn quần bò không? Đưa quần bò xuống đây cho chị. Quần kaki mà bò nè. Rồi kaki này size L mấy chị 50 nè. Kaki chốt giùm em là trắng L giùm em luôn 50 mấy chị. Trắng L 50 nè, xanh ngọc 75 cho Nguyễn Thị Thu Hà nè. Rồi đen size M giùm em luôn mấy chị 50 nè, kaki coi giãn đấy cao nha. Rồi tiếp giùm em luôn mấy chị, bò nè, bò size L nè. Còn M nữa đúng không? Rồi bò em còn size M với size L luôn mấy chị 50 nè, kaki coi giãn đấy cao nha. Bò là còn ML mấy chị 50 nè. Rồi lên luôn áo giấy đỏ này cho em luôn mấy chị, 50 với 55kg nè. Đỏ 50 với 55kg mấy chị, ai lấy đỏ chút đỏ nè. Đỏ 50 với 55kg. Bò CL cho chị Tương Dương Dương, ok chị nè. Ra ngoài kia lấy cho chị cái bộ đùi mẫu mới em. Rồi hoa xanh kiểu mấy chị 40 với 55kg nè. Hoa xanh kiểu mấy chị 40 với 55kg nha. Hoa xanh 40 với 55kg nè, xanh ngọc 75 cho Nhi Yến nè. Đen đen CM cho Thư Chi Bi ghé nè. Hoa mấy chị 40 với 55kg. Ừ. Rồi lên cho mấy chị luôn bộ đùi mẫu mới cho mấy chị, xe luôn 39 ngàn mới về nè. Gucci hình như cái quần này là viền thể thao á, xinh lắm nha. Rồi chốt giùm em luôn mấy chị, cái này là bộ 3D chắc luôn bao cân rồi bao mát cho mấy chị rồi. Đó, mẫu khác mẫu nãy nha mấy chị. Loan Đăng Thịnh 39 nè. Rồi ai lấy bộ 39 chắc bộ 39 nè, bò CL còn không? Bò CL hết rồi chị ơi, còn một cái M. Coi CL còn cái mẫu màu đen không? Rồi bộ 39 cho em luôn á chị ơi. Loan mấy chị siêu đẹp nha, coi giãn thoải mái nè. 39 ngàn 56kg đó lại được, còn mang được mấy chị từ 40 đến 56kg là mang ok. Rồi ai lấy bộ 39 thì mấy chị chốt cho em nha. Bộ 39 ai lấy thì được thì chốt. Còn cái đen nào CL không? Rồi cái này chốt cho em luôn mấy chị, xanh nè. Cái này là màu xanh nhạt nha. Rồi xanh nhạt giùm em luôn 35 mấy chị, dưới 50kg nè. Quần ở dưới này là đem treo hết lên chưa? Chỗ này nè. Cái đó là cái mẫu túi đây nè. Đục là còn đủ size hả? Có đen CL không? Rồi xanh nhạt giùm em luôn 35 mấy chị, dưới 55kg nè. Mẫu túi trên đây cái nào đen L cũng được. Xanh nhạt 35 luôn cho Ánh Nguyệt nè. Bộ 39 cho Kim Mỹ lên số nè chị. Rồi quần đen CL giùm em luôn mấy chị, hai túi hộp nha 50 nè. Rồi đen CL giùm em luôn 50 mấy chị, dưới 55kg nè. Đen CL luôn 50 với 55kg. Rồi áo xám này sale cho mấy chị luôn 40 nè. Bộ rít thái cho mấy chị phone bình thường luôn nha, 640 với 55kg nè. 840 với 55kg nè. Cái này là Boris nha mấy bà. 8 mấy chị. Rồi lên luôn áo 2 lớp cho mọi người luôn 35 ngàn nè. Rồi 2 lớp cho em luôn 35 ngàn với 55kg nè. Đang CL luôn cho Mai Nguyễn 50 nè. Còn cái nào L nữa không? Còn quần gì nữa không? Đi xuống đây lưng thun lưng đồ cái gì đó. Rồi 2 lớp giùm em luôn mấy chị, hai lớp 35 ngàn mấy chị, dưới 55kg nè. Hai lớp 35 ngàn dưới 55kg. Rồi cái quần lưng thun kèm dây nịch này siêu xinh luôn mấy chị, 50 nè. Đồ đen lưng thun giùm em luôn 50 nha mấy chị, dưới 55kg nha. Đen lưng thun 50 với 55kg nè. Rồi đen CL em còn mã này nữa nè. Đen trơn, đen trơn CL giùm em luôn 50. Đen trơn CL giùm em luôn 50.
tím giùm em luôn, 39 với 55kg, 55, 56kg nè. Ai lấy bộ tím này chốt giùm em luôn, bộ tím nè, 39 ngàn với 55, 56kg nè. Rồi Kim Mỹ gái lấy ok chị nha. Rồi thun giấy nè, còn cái C45 mấy chị. Thun giấy nè 45 với 55kg nha. Thun giấy 45 với 55kg. Rồi xám mấy chị ơi, xám 35 hai lớp ăn Quỳnh lên số giùm em luôn ạ. Rồi xám 35 mấy chị dưới 55kg nè, chốt hai cái đi đơn nha mấy chị ơi. Xám 35 mấy chị dưới 55, 56kg. Xám 35. Rồi sơ mi đen mấy chị, sơ mi đen Gucci nè, xe mấy chị luôn 50 nè. Sơ mi đen luôn 50 mấy chị, tay tay ngắn nha, form bình thường. Sơ mi 50 với 55kg. An Huỳnh lên số giùm em chị An Huỳnh ơi. Rồi lên luôn hoa xanh này cho em luôn mấy chị, 40 với 55kg nè, đẹp lắm nha. Rồi cái này chốt giùm em luôn hoa xanh mấy chị, hoa xanh em 40 với 55kg nè. Ai lấy hoa xanh chốt hoa xanh nè. Hoa xanh 40 với 55kg. An Huỳnh lên số đi chị ơi. Rombi sale có 50 ngàn thôi là quá bèo rồi đó mấy bà ơi. Rồi cho coi bộ 3D, cho coi lại bộ 3D. Kim Mỹ lấy môn gì kìa. An Huỳnh lên số. Rồi bộ 3D này cho chị coi lại nha, 39 ngàn nè. Rồi bộ 39 ngàn cho em luôn mấy chị, dưới 56 cái mang vừa nè. Sơ mi 50 cho Nguyễn Phương lên số nè. Sơ mi 50 cho An Huỳnh lên số nè. Rồi bộ 39 cho mấy chị, lên luôn bộ 39 cho em luôn mấy chị ơi. Sơ mi đang hết nha. Rồi quần thể thao giùm em luôn, 45 ngàn với 55kg nè. Bộ 3D luôn cho chị Phụng Trần lên số nè. Thể thao chắc siêu dày, 45 ngàn với 55kg mấy chị, có túi, có bao, có sọc. Thể thao 45 ngàn với 55kg, lấy chị mấy cái bộ tiểu thư tay dài quần dài luôn. Xanh 3D luôn cho Nhi Yến nha. Rồi nu chữ em còn cái nè, chị nào lấy chốt không mấy chị ơi. Rồi nu giùm em luôn 60 với 55kg mấy chị, chốt hai cái cho bên em đi đơn nhá. Rồi nu 60 với 55kg nè, lấy nu chút nu nè. Rồi trắng xe mấy chị luôn 50 nè. Trắng giùm em luôn 50 mấy chị, dưới 55kg nè. Rồi ai lấy màu lon thì chỉ có màu sáng vậy thôi chị. Khác quá nhỉ. Rồi ai lấy cho hồng chốt hồng 50 cho em luôn với 55kg. Cái này là body phone ôm nha mấy chị ha. Cái này là body phone ôm giùm em nha. Chị cho lấy gì chị? Lấy mấy cái tay dài, bộ pyjama tay dài cho chị này chứ mua. Rồi xanh đậu giùm em luôn 50 với 55kg mấy chị. Áo hàng xốp nha, bao đẹp cho mấy chị luôn. Bộ tay ngắn quần dài chị vừa lên luôn em ơi. Rồi tiếp luôn mấy chị là đen nè. Đen giùm em luôn 50 với 55kg ha, xíu nữa chị like lại nha. Đen 50 luôn với 55kg ha, lấy đen chút đen nè. Rồi bộ 3D đúng không? 3D một bộ luôn cho bộ hình như nè. Cho coi màu bộ 75 mà chị. Rồi đây chị, rồi lên tiếp luôn bộ 75 mẫu mới nữa nè. Cái này nãy giờ là em chưa like đâu nha mấy chị. Còn ân mẫu kia thì xíu lên lại. Rồi cái này chốt giùm em luôn là cam sữa 75 mấy chị. Mã này khác nha, hả, không có giống mã nào hết trơn á. Rồi tay ngắn quần dài tiếp tục luôn một cái mã này, xong để em qua tay dài. Rồi cam sữa giùm em luôn mấy chị, 75 ngàn với 55kg nè. Trời ơi là trời, cài nút gì nè. Cũng cần lên số đi chị ơi. Lấy cho Trần Công gì đó chưa? Rồi hình như chưa? Rồi cam sữa giùm em luôn mấy chị, 75 ngàn với 55kg nè. Rồi 3D chốt rồi nha bộ hình như ơi. Ai lấy cam sữa thì chốt cam sữa nha mấy chị. Màu đây nhã nhặn mang bao đẹp. Không có màu tối chị, Loan là không có màu tối nha, chỉ có màu vậy thôi. Rồi cam sữa 75, đỏ 75 và hồng 75 nha mấy chị ơi, ba màu thôi. Mặt nhà là bao dễ thương luôn á, bao thoải mái luôn á. Có đứng bán hàng hay bán gì cũng được nha mấy chị nha. Rồi ai lấy hồng 75, chút hồng 75 nè. Bao rẻ luôn. Rồi hồng 75 cho em luôn mấy chị.
một bộ ba đen màu xanh luôn cho Lê My nè. Trinh Trinh còn đơn nào ghé không? Còn đầm nào nữa không? Nhiều mẫu lắm em. Rồi ai lấy hồng 75, chút hồng 75 mấy chị, hồng cam với đỏ nè. Rồi ai lấy đỏ 75, chút đỏ 75 cho em luôn mấy chị, quá đẹp. Vâng này, em gửi đơn cho chị rồi nha. Rồi còn ba cái đầm này sale cho mấy chị luôn 80 này, đầm hàng Zara này, đầm đi tiệc nè mấy chị, sale lỗ luôn 80 luôn nè. Rồi ai lấy nu thì chốt giùm em luôn là nu 80 nha mấy chị, xanh 80 nè và hồng giùm em luôn 80 nha. Đầm này là hàng Zara nha mấy chị, chắc đẹp lắm, có dây kéo đồ, hàng có mất ngực đồ hết nha. Còn ba cái em sale mấy chị luôn 80, đầm đi tiệc. Rồi áo bèo này 45.000, còn cái này chị nào lấy chốt không? Bèo 45.000 với 55kg nè, chị nào lấy bèo thì chốt bèo nè. B 45.000 với 55kg nè. Ủa có màu vàng nữa nè. Bộ 75 này em có màu vàng nữa, chị nào lấy vàng thì chốt vàng nè. Rồi lên luôn cho em cái bộ tiểu thư tay dài quần dài nha mấy chị. Cái này là hàng đủ shop nha, siêu đẹp nha. Rồi chốt giùm em luôn bi trắng mấy chị 105. Bi trắng cho mấy chị 105.000, form này dưới 58 cái mang vừa. Trời ơi bộ này là bao cứng rồi. Rồi bi trắng 105 nè mấy chị, màu môn nè. Đỏ 75 cho ăn Huỳnh nè. Rồi ai lấy môn chút môn mấy chị, môn dùm em luôn 105 nha, dưới 58 cái mang vừa nha. Rồi bi xanh nè, ai lấy bi xanh chút dùm em luôn bi xanh mấy chị 105.000, dưới 58 cái đó lại ha. Bi hồng nè, ai lấy bi hồng chút dùm em luôn bi hồng nha. Rồi lấy luôn cho chị rồi. Rồi cái này chút dùm em luôn là gấu trắng nè. Bây giờ em còn dung thiết kế chị 199.000 à. Rồi gấu trắng giùm em luôn á chị 105.000. Gấu trắng 105, chị nào lấy gấu thì chốt gấu nha. Rồi em lên mấy chị luôn cái mẫu quần legging mấy chị, quần legging này mà hàng xịn lắm, quần ôm nè. Quần này hàng full hộp cho mấy chị luôn nha. Đây, có con chuột phía dưới giùm em luôn, có size từ 38kg cho tới 58kg nha mấy chị nha. 95.000. Ai lấy quần này chốt giùm em luôn nha mấy chị, lấy cho chị cái chân váy màu đen giống cái màu bò đó đi. Rồi thêm bộ vàng 75 cho anh Huỳnh nè. Rồi cái đầm xanh này em sale cho mấy chị luôn 50 nè. Đầm xanh body dáng dài nha mấy chị, sale luôn 50 nha. Đầm xanh này sale cho mấy chị luôn 50 nè. Rồi đầm vàng này sale cho mấy chị luôn 70 nè. Ai lấy đầm vàng 70 thì chốt nha mấy chị. Mấy cái đầm này 55 nó tốt cái đồ lại là mang vừa nha. Rồi tiếp cho em luôn mấy chị một cái đầm hoa xanh nè. Đầm hoa xanh cho mấy chị nha, nhúng thiết kế này che khuyết điểm bụng mà cho mấy chị cực kỳ tốt luôn. Rồi đầm hoa xanh mấy chị em sale luôn 190 nha. Đầm hoa xanh này sale cho chị luôn 190 nè, form này 55 cái đồ lại mang vừa nè. Rồi hoa vàng dùm em luôn 190 mấy chị. Rồi đầm thiết kế nha, mặc đi đóng mấy chị được cho mọi người. Rồi hoa vàng dùm em luôn 190 mấy chị, hoa màu kem nè. Ai lấy hoa kem chốt giùm em luôn hoa kem 190 nè. Hoa kem 190 mấy chị, 55 56 cái loại mang vừa. Đây hả? Dạ. Còn xe gì? Còn L với L. Hả? L với L. Rồi lên cho em luôn mấy chị, cái chân váy đang có quần trong này em còn xe L với xe XL nha mấy chị nha. Xe cho mọi người luôn à. 49.000. Rồi chân váy đen có quần trong mấy chị, size L với size XL nha. 49.000. Ai lấy chân váy đen thì kèm size cho em đi. 49.000 size L với size XL. Rồi áo hai lớp này còn cái nữa nè mấy chị, 35.000 nè. Áo hai lớp này 35.000 còn cái sale luôn nè mấy chị. Áo hai lớp 35.000 nha. Rồi chị mang xếp cho đi cây kia đi. Rồi tiếp cho em luôn á chị, cho coi này đầm màu là đầm gì chị. Rồi em lên luôn set kiểu này cho em luôn á chị, set đỏ này 120 nè.
Cái này là có cái quần trong giống chị ha. Set này che khuyết điểm cực kỳ tốt luôn nè. Rồi set đỏ giùm em luôn 120 nè. Rồi set hồng giùm em luôn 120 mấy chị. Áo hai lớp cho chị Mai Nguyễn ghé nè. Áo phông trắng có em. Rồi đi đứng đó đi rồi che luôn em ha. Rồi ai lấy xanh đậu chốt giùm em luôn. Xanh đậu nè 120 nè. Xanh đậu 120 mấy chị. Rồi nu giùm em luôn 120 nè. Cái này à, set nha. À, áo với quần nha mấy chị nha. Xanh đậu nu hồng và đỏ. Xanh đậu nu hồng và đỏ cho em luôn. Nguyên một set 120, 56 cái đó lại là mang vừa nè. Rồi set nơ nè, em xem mấy chị luôn 101 nè. À lấy set nơ chốt giùm em luôn. Set nơ mấy chị xem 101 cho mấy chị nha. 55 cái đó lại là mang vừa nè. Rồi lên mấy chị luôn vào cái set thể thao nè. Set thể thao mấy chị bao chắc cái set này cho mọi người luôn 145.000 nè. Rồi set vàng cho em luôn mấy chị 145.000. Dễ thương lắm. Một áo sơ mi phông rộng với một cái quần nha mấy chị nha. Rồi vàng giùm em luôn 145 mấy chị. Trắng với lại đen nè 145 cho em nè. Chị nào lấy set thể thao áo phông rộng này thì chốt nha. Áo khoác có nha chị ơi, áo khoác có nha. Rồi set trắng này cho em luôn mấy chị 120 nè. Rồi set trắng mấy chị 120 cho em ha. 55kg đối lại mang vừa mấy chị. Ai lấy set trắng thì chốt set trắng nè. Rồi sale cho mấy chị luôn set gắm mấy chị. Ai lấy set gắm thì chốt set gắm cho em luôn nè. Set gắm mấy chị ha. Gắm trắng giùm em luôn 120 nè. Rồi set xanh giùm em luôn 120 mấy chị, 55kg đối lại nè. Rồi set nu giùm em luôn là 120, cái này là hàng gấm nha mấy chị ha. Giùm em luôn 45.000 mấy chị với 55kg nè. Xanh đậu nha 45.000 với 55kg mấy chị. Xanh đậu nè. Xanh đậu 45. Rồi đen giùm em luôn 45 mấy chị. Ai lấy đen chút đen nha. Áo của team form này là vừa mấy chị, form vừa. Rồi đen 45. Rồi trắng 45 mấy chị ơi. Đầm gắm tay ngắn có nha. Trắng giùm em luôn 45 với 55kg nè. Trắng 45. Rồi xanh dương giùm em luôn 45 mấy chị. Ai lấy xanh dương chút xanh dương nè. Xanh dương 45 nè. Chị nào lấy áo 45 thì chốt nha mấy chị ơi. Dạ mới làm mũi, lấy chị mấy cái đầm gấm cho chị này chứ coi luôn. Rồi xanh này xem mọi người luôn 35.000 với 60kg nè. Áo phông nha. Xanh 35.000 với 60kg nha. Ai lấy xanh chút xanh. Đầm gấm đi tiệc á, hàng xót á. Rồi xanh 35 mấy chị với 60kg. Rồi đỏ giùm em luôn 35 với 60kg cho em luôn mấy chị ơi. Rồi set gắm màu trắng cho chị Mai Nguyễn 120 nè. Gắm đi là bao chắc đẹp luôn á chị. Sang lắm. Rồi đỏ giùm em luôn 35 với 60kg nè. Đỏ 35 với 60kg mấy chị. Rồi áo đen kiểu đen xem mấy chị luôn 40 nè. Đen 40 giùm em luôn dưới 55kg nè. Đen 40 với 55kg mấy chị. Gucci tay phòng. Dì miếng nước quá. Đen 40 với 55kg. Rồi hồng cho em luôn mấy chị 35.000 với 60kg nè. Hồng 35.000 với 60kg nè. Chị nào lấy hồng chút hồng nè. Hồng 35.
Rồi vàng cho em luôn mấy chị, 35 cho em luôn. Vàng cái này là form lỡ mà form ngắn. Đỏ 35 cho chị Nguyễn Nghĩa. Ai lấy vàng 35 này thì chốt nha mấy chị ơi. Rồi bộ này là bao xinh cho mấy chị luôn, 80 nè. Rồi ai lấy xanh 80, chốt xanh 80 cho em luôn mấy chị. Trời ơi, chắc lụa bao xinh luôn nha. Rồi xanh dùm em luôn 80 nha mấy chị, dưới 55-56kg nè. Vàng cho chị Hồng Nhã, ok chị nè, chốt hai cái cho bên em đi đơn nha mấy chị ha. Lấy chị luôn cái kẹp với Phượng ơi, kẹp trắng với Phượng. Rồi xanh dùm em luôn mấy chị, 80. Bộ này đẹp. Xanh 80 nha mấy chị, dưới 55-56kg bộ lụa nha. Xanh 80 cho Ánh Nguyệt nè. Rồi hoa đỏ này xe luôn 40 nè. Kẹp của chị chứ phải không? Ừ, qua đấy. Rồi hoa đỏ này cho em luôn 40 với 55kg mấy chị. Váy hoa đỏ bao nhiêu? Cái này hả chị, cái này là 190 nha, em đang sale nha. Rồi áo hoa mấy chị 40 với 55kg nè. Áo hoa 40 với 55kg nè, áo hoa đi 40 với 55kg. Rồi đầm lưới hai lớp nè cho em luôn mấy chị ơi. Có một cái thôi à, sale luôn à, 50 nè. Rồi đầm dùm em luôn 50 mấy chị dưới 55kg. Đầm này là hai lớp nha mấy chị ha, đầm 50 với 55kg nè. Đầm 50 với 55kg. Rồi một cái sơ mi cho mấy chị luôn. Sơ mi. Rồi sơ mi luôn mấy chị ơi, 50 nè. Sơ mi caro nha mấy chị, hoa theo luôn. Sơ mi 50 nha mấy chị, dưới 55-56kg. Chốt hai sản phẩm bất kỳ cho bên em đi đơn với nha mọi người ha. Rồi lên luôn áo hoa. Hoa này là hồi nãy hoa đỏ rồi hả? Cái này chốt giùm em luôn hoa nhúng nè mấy chị. Hoa nhúng nè 40 với 55kg nè. Hoa nhúng 40 với 55kg. Rồi đang cho em luôn 35 mấy chị với 60kg. Cái này nam nữ đều mang được nè. Đang 35 với 60kg giùm em nha. Chị nào lấy đang chút đen nè. Đang 35 với 60kg mấy chị đen đi. Rồi áo môn này 50 với 55kg nè. Chị nào lấy môn chút môn cho em nè. Áo bô riếp hàng xịn nha mấy chị. Môn 50 với 55kg nè, đen 35 cho Sơn Hiền lấy số nè. Rồi trắng dùm em luôn 50 với 55kg mấy chị. Chốt hai cái đi đơn dùm em đi chị nha. Rồi đỏ này cho em luôn mấy chị, 50 luôn với 55kg cho em luôn mọi người ơi. Ai lấy đỏ chút đỏ nè. Rồi xanh mạ dùm em luôn 50 với 55kg mấy chị. Xanh mạ 50 với 55kg nè. Rồi hoa nhúng đúng không, hoa nhúng cho Lê Huyền nè. Đơn chị ghé ship về chị ơi. Rồi môn dùm em luôn 50 với 55kg mấy chị, body thái nha. Môn 50 với 55kg nè. Rồi thun giấy nè, còn cái mấy chị 45.000 với 55kg. Thun giấy 45.000, 45.000 với 55kg nè. Rồi cái nu này một, còn một cái luôn mấy chị, 60 nè. Nu 60 nha mấy chị ha. Đen kim mỹ nào đây chị ơi, đen gì kèm giá tiền dùm em đi chị. Đen gì kèm giá tiền dùm em đi chị ơi, nhiều đen quá, cái đen nào luôn á. Ok chị ơi, lưu hiền chút gửi địa chỉ nè. Rồi cái này chốt cho em luôn á chị. Ủa còn đơn của mình đúng không? Gửi chưa? Nói thôi chứ chưa gửi địa chỉ mà đúng không? Coi lại coi. Rồi dây cam dùm em luôn 40 với 55kg á chị. Dây cam 40 với 55kg nè. Ba lỗ trắng dùm em luôn 50 với 57kg. Ba lỗ trắng này cho coi lại đỏ 50 nè, ok nè. Áo này chắc thì mặc bền không biết khi nào hư luôn mấy bà ơi. Rồi đỏ giùm em luôn 50 với 55kg nè. Hàng body thái nha, chắc rất là bền luôn á. Giặt là không xù, không nhanh, không xệ gì đâu. Rồi vàng cho em luôn 50 mấy chị với 55kg. Cái này form bình thường luôn. Vàng 50 luôn với 55kg nè. Chị nào lấy vàng thì chốt vàng nè. Rồi còn cái hồng này 40 nè mấy chị. Hồng thái cho em luôn 40 với 55kg. Hồng 40 với 55kg nha. Chị nào lấy hồng thì chốt hồng.
chị luôn là đầm á chị, đầm mà đầm gắm đi tiệc nha. Rồi đầm này nè, đen 35 mà chị hết rồi. Cho coi áo giấy sau lưng hả? Áo giấy sau lưng, áo giấy sau lưng cái kia kìa Phượng ơi, cái đỏ đô kìa Phượng. Hồng 40 luôn cho chị Ánh Nguyệt nè. Hồng 40 cho chị Ánh Nguyệt nè, hồng nào đây chị Hồng Nhạn ơi. Rồi em còn luôn màu nu với chị nu giùm em luôn 40 với 55 kg. Nu 40 luôn với 55 kg nè, ai lấy nu chút nu nè. Nu 40 với 55 kg mấy chị, ai lấy nu thì chút nu nha, nu. Rồi sọc cho em luôn mọi người ơi. Sọc giùm em luôn 50 với 55 kg nha mấy chị nha. Ai lấy sọc thì chút sọc nè, sọc. Rồi áo giấy này xe cho mọi người luôn 50 nè, phô bình thường nè. Giấy 50, giấy 50 nha mấy chị, của team nha, dưới 55 kg nè. Giấy đỏ với giấy vàng, hai màu. Đây. Rồi giấy đỏ với lại giấy đỏ với lại giấy vàng nha mấy chị ha, 50.000 dưới 57 kg cái này co giãn nha mấy chị. Rồi lên cho mấy chị luôn đầm gắm đi tiệc nè, xe qua sát nút cho mấy chị luôn á. Rồi gắm nha mấy chị, gần gắm đi tiệc nha, 260.000 nè, 280 luôn nè. Rồi sale cái đầm này cho mấy chị luôn ha, 190. Rồi gắm hồng em sale luôn 190 luôn mấy chị, 208 này có giấy trong mặt này, sale 190 luôn nè. Giấy vàng luôn chị, Hồng Nhạn ok chị nè. 50 nè. À nu 40 cho chị Chinh Kim. Chinh Kim đi số điện thoại cho em đi mấy chị, nu 40 nè. Rồi đây nha mọi người, nhanh tay cho em luôn. Đầm hồng nha, sale luôn 190 nha. Đầm hồng giùm em luôn 190 nè, sale luôn cái này chắc hàng gắm đi tiệc nha mấy chị. Rồi đầm vàng luôn 190 luôn mấy chị. Ai lấy đầm vàng chốt giùm em luôn, đầm vàng 190 này, 55kg đô lại mang vừa nha. Đầm gắm là mặc lên là bao đẹp luôn. Rồi cái này là màu hồng phấn nè. Ai lấy hồng phấn chốt giùm em luôn, hồng phấn mấy chị. Hồng phấn nha mấy chị ha, đầm hồng phấn tùy theo mẫu nha bà ơi. Rồi hồng phấn này là 57kg mang vừa nè, 190 sale luôn nè, 256-190 á. Sao bông mưa hôm qua có một đơn à Phượng? Gửi cho chị luôn nha. Rồi đầm đen cho em luôn á chị, 190 luôn, 55kg đó lại mang vừa. Chắc gắm nha. 260-280 đây sale luôn. Chim chim lên số điện thoại đi chị. Nè cái này cũng 260 luôn nè. Rồi cái này chốt cho em luôn á chị, dây nu nè. Đầm dây nu giùm em luôn 190 mấy chị, cái này 57kg mang vừa nha. Ai lấy đầm dây nu chốt giùm em luôn, đầm dây nu này 190 này, 50 nha. 57kg đó lại mang vừa nè. Rồi tiếp dùm em luôn là đầm dây trắng mấy chị, xê luôn 200, có mất ngực nè. Hồng phấn luôn cho Lê Hiền nè, ok nè. Cái này trời ơi, giảm mà gần 80-90 ngàn một cái đầm luôn á. Lê Hiền 190 nè, gá nè. Rồi dây trắng công chúa này cho em luôn mấy chị, 200 ngàn. Form này 55kg đối loại mang vừa nha. Dây trắng 200 ngàn, 55kg đối loại mang vừa nè. Rồi cái nu Barbidol này cho em luôn mấy chị 125.000 nè. Nu Barbidol nha mấy chị 125.000, form này dưới 60kg mang vừa nè. Nu 125 nha mấy chị nha, dưới 60kg mang vừa nè. Ai lấy nu chút nu nè. Rồi và chia sẻ bài giùm em luôn nha mấy chị ơi. Rồi cái đen của team mấy chị 50 luôn dưới 55kg nè. Đen mấy chị, đen 50 dưới 55kg nha. Chị nào lấy đen thì chút đen nè. Đen 50 với 55kg. Cái loan này đẹp nè mọi người ơi, loan sale luôn 50 luôn, form bình thường Borip nha. Loan 50 giùm em luôn mấy chị, dưới 55kg nè. Chị nào lấy loan thì chốt loan nha, loan 50 luôn với 55kg. Đầm vàng nữa nha, dây ok luôn nè. Đầm vàng luôn 190 luôn nè. Thôi quá rẻ luôn mấy bà, hôm nay tôi sale thuộc quần. Rồi quần lưng thun kèm dinh định mấy chị 50 luôn dưới 55kg cho em luôn ha. Ai lấy quần đen 50 thì chốt giùm em luôn quần đen 50 nè. Quần đen 50 cho em luôn nha mấy chị ơi. Rồi bộ này, bộ 3D này xem mọi người luôn 39.000 nè. Rồi bộ này 39.000 mấy chị, dưới 57kg mang vừa, mặt nhà là siêu mát luôn, bộ 3D nha. Cái này em còn 3 bộ thôi à. Bộ 39.000 với 55kg. Bộ 39.000 với 55kg nè, chị nào lấy bộ thì chốt bộ nè.
Rồi hai cáo mắc dù mấy chị cho con mình mang nè. Rồi cái này chốt giùm em luôn thổ cẩm nha, 50.000 mấy chị dưới 30kg nè. Rồi thổ cẩm với hồng còn hai cái thôi à. Rồi hồng giùm em luôn 50 mấy chị dưới 30kg dù hai lớp nha. Bộ ba đê cho chị Hồng nhận nè. Cái này bị lỗi rồi mà sao cứ đem cho chê mấy ta. Rồi lên luôn quần thể thao này cho em luôn mấy chị, thể thao đen 40 nè, thể thao xám 40 nè, và thể thao trắng giùm em luôn 40 nha mấy chị. Form này 55-56 cái đồ lại nó mang vừa nha. Thể thao siêu đẹp 40.000, chị nào lấy thể thao chốt thể thao. Rồi bộ 3D luôn cho chị Vi Tu, lấy số điện thoại cho em đi chị ơi. Rồi cái đầm nu này xinh lắm mấy chị, đầm nu tiết cho em luôn nha, 190 mấy chị đầm gấm nè. Đầm nu 190 55kg đấu loại nè, chị nào lấy đầm nu chút đầm nu nè. Rồi Babydoll màu hồng này cho em luôn mấy chị 125. Hồng giùm em luôn 125 nha mấy chị, 60kg đấu loại mang vừa nè. Hồng 125 60kg đấu loại mang vừa. Vi Tương lên số đi chị. Rồi lên cho em luôn cái đầm hoa vàng này cho em luôn mấy chị, dễ thương chưa? Rồi đầm hoa vàng nha sale nè, thể thao đen Vi Tương luôn lên số giùm em nè. Rồi đầm hoa vàng mấy chị, cái đầm này hàng chắc đuổi, hàng chắc của hàng vải xốp giùm em nha, sale mấy chị luôn 130 đi. Hoa vàng 130 mấy chị, 57kg đó lại mang vừa nè. Có bè phía dưới nha, đầm rất là xinh nha. Hoa vàng mấy chị 130 thôi. Cái này chị nào có bầu nhỏ nhỏ thì mấy chị buôn trang được á. 57kg đó lại mang vừa đầm hoa vàng. Rồi đầm hoa màu hồng này cho em luôn mấy chị. Đầm hoa hồng này cho em luôn. Trời cái đầm cưng quá mấy chị ơi. Nhìn cái màu nhô nhô cái hoa nó nhìn xinh lắm luôn á. Này tối mà cái nhà mình đi chú cà phê này dễ thương lắm. Rồi đầm hoa hồng cho em luôn mấy chị 130.000. Hoa hồng với hoa vàng 130 à, rẻ một bèo nhiêu. Rồi đầm gấm màu xanh đậu này dùm em luôn 190 rồi mấy chị. Rồi đầm gấm này xanh đậu nha mấy chị nha, 190. Mấy cái đầm này đầm đi tiệc nha mọi người. Cho chị mấy bộ đùi trong kia đem like coi. Rồi mọi người xem gì nữa không mấy chị ơi? Im hết trơn vậy trời. Chị thấy cái gì ở trên có cái bộ mà thể thao quần bo nữa. Ừ. Rồi lẫn lụa mấy chị ơi, 40 với 55kg nè. Lẫn 40 với 55kg nha mấy chị, ai lấy lẫn chút lẫn nè. Nhận đồ rồi, vải đẹp lắm, cảm ơn chị nha. Rồi lẫn 40 với 55kg nè. Loan có màu đất không à? Ê coi cái cáo loan này có màu đất không? Bên này nè. Rồi cái này chốt cho em luôn mấy chị, lẫn 40 nè, dưới 50 nha. 55kg nè. Rồi bộ ngủ này 40 cho em luôn mấy chị. Rồi loan màu này được không bà ơi? Loan này xe 45 luôn trơn nè. Loan 45 nha, dưới 55kg nè. Chị nào lấy loan chút loan nè. Loan 45 dưới 55kg. Rồi ngủ có vết ngực xe 40 có bộ thôi. Ngủ giùm em luôn 40 dưới 55kg nè. Ngủ 40 dưới 55kg. Nhi có nấu mùa hè chưa là sao ta?
Ngủ 40 với 55kg nha mấy chị. Lửng 40 cho Bích ngăn trần. Áo đông mang không có em ơi. Rồi bộ này cho em luôn mấy chị, 69.000 nè. Bộ nu số 9.000, bộ thể thao nguyên bộ dài luôn số 9 đó. Rồi nu dùm em luôn số 9.000 mấy chị. Quần thể thao có bo nha mấy chị ha, áo nè. Rồi bộ số 9 mấy chị, 56-57kg đồ lại mang vừa. Bích ngăn trần lên số đi chị. Rồi bộ chuối nè, C40 nè. Bộ chuối 40 với 55kg nha, lấy bộ chuối chút bộ chuối nè. Bộ chuối mấy chị 40 với 55kg ha, ai lấy chuối chút chuối nè. Chuối 40.000 thôi, dưới 55kg. Đó có bộ thôi. Loan 40 là gì ta? Loan 40 gì vậy bà ơi? Rồi cái này chốt cho em luôn mấy chị, hồng nè. Hồng dùm em luôn 35 nè. À mũ đó hả chị, nếu mà tối về thì mai có nha. Rồi hồng dùm em luôn 40 mấy chị, lụa mặt nhà nè. Hồng 40 nha, dưới 55kg nha. Hồng 40 với 55kg nè. Loan đi hả, Loan đi rồi, Loan gì cái này đúng không? Bà lấy Loan này đúng không? Loan này nè 45 cho Thành Trần Công nè. Bộ chúa cho Vi Trương nè. Rồi lấy cái này cho chị coi thôi đi. Hồng 40 kìa, cho Hồng Nhạn nè. Lấy cái Loan ở bên cây này cho chị coi. Rồi Loan hồng dùm em luôn 50 mấy chị. Loan hồng luôn cho em luôn 50 nè. Loan hồng 50 nè. Bình Như. Rồi bộ xanh này cho em luôn 40 mấy chị, xanh 40 với 55kg nè. Cây áo phong nè, cây bên áo phong nè. Rồi xanh dùm em luôn 40 với 55kg mấy chị, hồng 40 hết nè. Xanh 40 với 55kg nè. Rồi tiếp cho em luôn mấy chị ơi. Rồi cái này chốt dùm em luôn là đắt nha, đắt 50 với 55kg nè, đắt nè. Đắt 50 nè. Rồi hồng cho em luôn là 50 nha. Cái này form bình thường. Xanh 40 luôn cho chị Hồng Nhạn luôn nè. Rồi cái này chốt dùm em màu xanh ngọc. Rồi lấy chị cái chai Loe đem lại đây Phượng. Lấy chị cái chai nha đam đem lại đây Phượng ơi. Đau hồng dữ ta. Rồi xanh ngọc dùm em luôn mấy chị, 50 luôn với 55kg nè. Bộ hồng 40 em hết rồi nha, đợi qua cái mẫu khác chị ơi. Em còn nhiều bộ nè. Thôi đau hồng dữ trời. Rồi vàng này cho em luôn 40 mấy chị, dưới 55kg nè. Cái này pyjama lụa mặt nhà nha mấy chị ha, lụa rất là mát luôn. Rồi vàng dùm em luôn 40 dưới 55kg hết xanh rồi nha. Vàng 40 dưới 55kg nè. Xanh chốt cho khách chưa? Ừ. 1 à. Vàng 40 đi mấy chị. Rồi bộ này 75.000 cho em luôn mấy chị ơi. Cam 75.000 nè, lụa tay ngắn quần dài nè. Cam 75.000 nha mấy chị, dưới 55-56kg nè. Cam 75 mấy chị, dưới 55-56kg nè, cam nè. À lấy cam chút cam nè, chốt ai xuất phẩm cho bên em đi đơn nha. À, xem lại vàng hả, dùng cái vàng qua đây chị luôn. Rồi kiểu mấy chị, kiểu dùm em luôn 40 với 55kg nè. Kiểu 40 với 55kg phong bình thường. Trời ơi, hàng shop tôi nói sale giá này là tụt cái quần luôn thôi đó mấy bà ơi. Vàng 40 cho xem lại nè em ơi. Thấy cái này là mặt nhà là thoải mái rồi. Vàng 40 với 55kg nha, vàng nha. Dục cái đi áo thông tháo qua đây cho chị đi. Rồi tiếp dùm em luôn là hồng 40 mấy chị. Pyjama nè. Thông thái 40 đâu. Rồi hồng dùm em luôn 40 mấy chị, dưới 55kg nè. Pyjama trơn, ai thích trơn thì chút trơn nha. Hồng 40 với 55kg nè. Vàng 40 cho Hồng Nhạn nè. Vàng mà rồi cái gì quên rồi. Hồng 40. Hồng 40 tiếp dùm em luôn mấy chị, cam 40 nè. Cái cục này trong kia còn không ta? Bộ này như vậy còn không?
Rồi cái này chốt cho em luôn mấy chị ơi. Cam dùm em luôn 40 với 55kg nha. Thể thao siêu đẹp, siêu đẹp. Rồi cam dùm em luôn 40 với 55kg nè. Mới cái rì áo đó mới lai đó rồi, cột đó rồi để đâu rồi giờ đi kiếm nhỉ. Rồi bộ hoa vàng dùm em luôn 40 với 55kg nè. Hoa vàng mấy chị 40 với 55kg nha. Ai lấy hoa vàng chút hoa vàng nè, 40 với 55kg nè. Pyjama còn nha em ơi. Xách cái ri bộ lụa này ra đây cho chị luôn. Ri bộ lụa này nè. Mới cột đó, màu xanh đậu, màu hồng, màu quá trời đó. Mày mới rồi, không nhớ là sao trời. Bết ngang trần hoa vàng 40 nè. Rồi xanh dương dùm em luôn mấy chị, vải lụa nha. Xanh dương dùm em luôn 40 với 55kg nè. Lụa sắc nách thì thôi, bộ này mặc lên không thấy bụng nữa. Xanh dương dùm em luôn 40 với 55kg nè. Ở trong nó còn cái ghi này nữa nè, vô lấy cho chị luôn. Xanh dương 40 với 55kg nè. Bộ lụa mặc mát thấy mấy bồ nội luôn. Rồi xanh đậu 40 với 55kg mấy chị, áo thái nha. Xanh đậu 40 với 55kg nè. À, em nhận được áo khoác rồi, đẹp lắm. Còn Nhi cảm ơn nha chị Tinh Ngọc nha. Hôm nay mới xem like được. Nhớ chia sẻ bài giùm em nha mọi người. Xanh dương với bích ngăn trần luôn nè, 40 nè. Bộ này mặc đã lắm. Rồi xanh đậu áo thái mấy chị, 40 với 55kg nha. Xanh đậu 40 với 55kg nè. Bộ đùi em ơi, đăng like nè em ơi, tùy theo mẫu em để chị coi đó. Em cho em hỏi bộ đùi bao nhiêu chị đâu biết đâu. Rồi tiếp cho em luôn mấy chị, bộ xanh nữa nè, bộ xanh đậu nè. Ai lấy bộ xanh đậu chốt giùm em luôn, bộ xanh đậu luôn nha, 40 với 55kg nè. Bộ xanh đậu. Xanh dương luôn cho chị Thiên Phụng nè, ok nè. Xanh dương 40 cho Thiên Phụng này, lên số giùm em nè. Ai lấy bộ xanh đậu, áo xanh đậu thì chốt rõ giùm em nha. Bộ này trời ơi, mặt nhà em nó xuống quá trời luôn á, mát lắm. Rồi hồng dùm em luôn 40 với 55kg mấy chị. Xanh đậu Thí An là xanh đậu gì đây bà ơi? Xanh đậu bộ hay là xanh đậu áo đây? Rồi hồng dùm em luôn. Thiên Phụng lên số điện thoại 40 với 55kg nha, lụa rất rất là mát cho mấy chị luôn á. Rồi hồng nè. Mùa không chị ơi, em không thử mẫu nha chị nha. Rồi xanh dương dùm em luôn 40 với 55kg nè. Cái nào mà hàng mới về á thì em còn thay mẫu nhiều, chứ còn đây hàng sale nha chị, có một hai cái à. Đi ra đi vô chắc hết thời gian luôn á. Rồi xanh đen giùm em luôn mấy chị. Xanh đen 40 với 55kg nè, xanh gì đây mấy chị ơi? Xanh đen cho Mỹ Linh nè, lên số 40 nè. Xanh gì đây Trinh Ngọc ơi? Đọc chứ, rồi 40 đó bạn. Rồi xanh dương dùm em luôn 40 với 55kg nè, hồng luôn cho Trinh Ngọc nè, hồng Trinh Ngọc lên số nè. Rồi ai lấy xanh dương chút xanh dương nè mấy chị, xanh đen hết nha. Áo xanh đầu 40 cho Thúy An nè. Áo xanh đầu 40 cho Thúy An. Có 40 ngàn một bộ thôi bà ơi. Rồi xanh dương dùm em luôn nè, xanh dương 40 nè, dưới 55kg nè. Xanh dương với lại xanh đậu. Bộ này em còn xanh dương với xanh đậu nha. Rồi đầm này mấy chị, đầm này 260 em xe chứ còn có 190 thôi nha mấy bà. Đầm này mặc lên là cực kỳ tôn dáng luôn nha. Thiên Phụng với lại Trinh Ngọc lên số điện thoại đi chị. Rồi đầm hoa kem mấy chị, chốt giùm em luôn đầm kem nè, 190 nè. Rồi đầm vàng giùm em luôn 190 mấy chị, nhúng là mặc lên che khuyết điểm cực kỳ tốt nha. Rồi đầm xanh giùm em luôn 190 nè. Chị nào lấy đầm hoa thì chốt luôn nè. Sale giảm 80-90 ngàn một cái đầm luôn, em bán lỗ không lời luôn nha mấy bà. Rồi quần riêng lưng thun co giãn với chị, hàng bao xịn nha, xanh dương luôn Thúy An à, lên số giùm em luôn chị ơi. Xanh đậu luôn, xanh đậu luôn Trinh Ngọc lên số luôn giúp em nè. Rồi cái này chốt cho em luôn với chị, quần đen lưng thun cái này chắc riêng co giãn siêu dài sale luôn 40 nha. Rồi riêng đen giùm em luôn 40 đi. À lấy riêng đen 40 thì chốt nha. Bộ đó mình còn màu nào không? Hả? Chốt cái đi còn màu nào không? Màu xanh dương. Rồi một bộ xanh dương luôn cho chị Xuân Phạm luôn là hết nè. Cái kia có người chưa? Rồi xanh dương cho chị Xuân Phạm luôn, lên số nha. Đầm mà chị, đầm thì
nó chỗ này. Bộ đó mình còn cái nào nữa không ta? Bộ lụa đó mình còn cái gì nữa không? Hết đúng không? Hết bộ rồi nha mấy chị. Để qua mẫu khác nha. Rồi Hồng giùm em luôn 40 nè mấy chị. Quần riêng lên số đi chị. Riêng nam 40 nè cho chị Tiết Sơn luôn. Ok chị nè. Tiết Sơn 40 nè. Còn Hồng không hết luôn rồi chị, để đợi qua bộ khác nha. Cái bộ tay dài kế cái đầm vàng cho em xem đi. Thiên Phụng với lại Sông Phạm lên số điện thoại đi chị. Đôi đầm vàng em xem luôn cho mấy chị luôn, 70 với 55kg nè. Trời ơi Thúy ăn chung đơn chứ hình như mà cũng quên hoài luôn á. Nhớ rồi quên miết rồi. Rồi Hồng 40 nè cho, và hình như nè quần 40 trong kia mình còn á em. Quần lưng thun á. Lưng thun em qua trong kia chị đi. Này cho hình như nè. Rồi đầm vàng này xe luôn 70.000 với 55kg mấy chị. Ai lấy đầm vàng chút đầm vàng nè. Rồi đầm xanh này xe luôn 50 nè. Ai lấy đầm xanh chút đầm xanh nè. Rồi bộ đúng không? Bộ này là 105.000 nha. Trắng nè mấy chị, trắng nè. Quần 40 đem ra đây cho chị em ơi. Riêng đen rồi em từ 40 đến 55kg thì mang được. Xung Phạm lên số đi bạn ơi. Lấy thêm đi em. Đặt quá trời nè. Rồi một quần luôn 40 luôn cho Trinh Ngọc nè. Quần 40 luôn cho Trinh Ngọc nè. Tiết Sương lên số điện thoại nha Tiết Sương ơi. Còn không có nó nhớ còn mà. Rồi trắng gấu giùm em luôn 105 mấy chị với 55kg nè. Trắng gấu nha 105 với 55kg nè mấy chị. Hồng nè. Hồng 105 với 55kg cho em luôn nè. Cái này là hàng đuổi xốp nha mấy chị. Hồng 105 với 55kg nè. Rồi bi xanh giùm em luôn mấy chị, 105 luôn với 55kg nè, bi xanh nè. Ai lấy bi xanh chốt giùm em luôn bi xanh nè. Rồi bộ màu môn nè. Môn giùm em luôn 105 luôn với 55, 56kg, 57 giờ cũng mang được nè. Rồi bi trắng giùm em luôn 105 nè, ai lấy bi trắng chốt bi trắng nè. Đó, còn mấy bộ này thôi. Rồi quần 40 cho chị Thảo Phong Lâm Nguyên nè. Chốt hai cái bất kỳ cho bên em đi đơn nha chị đẹp ơi. Xuân Phạm lên số chị, Thiên Phụng chưa có số. Thiên Phụng với Xuân Phạm lên số đi chị, đặt hàng cố gắng mọi người lên số điện thoại giùm em với ạ. Chốt hai cái cho bên em đi đơn nha. Rồi giả váy này xem với chị luôn 40 nha mấy chị, dưới 52kg nè. Có một cái thôi. Giả váy 40.000 thôi mấy chị, dưới 52kg, cái này hàng số em xem cho mấy chị. Cho nó hết mẫu thôi chứ không cần lời luôn, thật sự mấy chị biết giá em bán cái này có mấy chục ngàn thì lời gì đúng không? Giá váy mấy chị 40.000 dưới 52kg. Rồi quần hồng kaki lưng thun này cho em luôn mấy chị, Thảo Phong Lâm Nguyên chốt rồi, chốt thêm cái này cho đi đơn cho chị đẹp nha. Rồi quần hồng đắt mấy chị xe lưng 40 cái này kaki lưng thun. Rồi quần hồng giùm em luôn 40 luôn đi còn cái nè. Quần hồng cho em luôn 40, mấy cái này quần mặt nhà này bao sướng rồi. Rồi riêng xám co giãn cho em luôn 40 luôn mấy chị, dưới 55kg nè. Xám giùm em luôn 40 dưới 55kg ha, đồ ngố có nha. Xám 40 mấy chị dưới 55kg, cái này riêng co giãn nha mấy bà. Mấy cái này quần này không biết mặc cái chừng nào mà cho nó hư luôn á trời. Thật sự luôn á. Rồi kaki mấy chị, kaki em còn CM với CL nha. Cái này kaki co giãn lấy cao mấy chị ha, sale luôn. Quần hồng 40 trăm phạm ghé nè. Kaki CM với CL mấy chị 50 đi. Kaki CM với CL luôn 50 nha. À đó kaki chút kaki. Kaki CM với CL luôn 50 mấy chị. Rồi quần ôm nha. Quần ôm này là bao chắc dày co giãn mát xịn sò luôn cho mấy bà luôn. Siêu ưu đãi luôn 45.000 kaki CM luôn cho Phan Hồng. Quần ôm mấy chị 45.000 với 55kg, chắc siêu dày, 42kg mang được chị lưng thun dễ mang. Quần ôm mấy chị 45.000 từ 40 đến 55kg là mang vừa. Có hai cái bộ xanh không không lên số thì đưa đây xả ra. Áo đang mang hết nha. Đặt hàng không lên số này xả ra còn bán cho người khác nè. Rồi bộ xanh này 40 nè, chị nào hồi nãy chưa chốt được thì chốt nè. Bộ xanh này cho em luôn 40 nha mấy chị, lụa rất là mát nha. 40 đến 55kg là mang vừa. Còn hai bộ xanh nè. Đặt hàng không lên số thì xả đơn. Rồi bi đen
giùm em luôn với chị 30 ngàn. Cái này kaki mặt nhà nha. Bi đen giùm em luôn 30 ngàn với chị, dưới 55 kg đổ lại. Bi đen 30 ngàn nè. Cho cơ lại xanh lụa 80 hết rồi chị bán rồi. Xanh xanh bộ xanh 40 cho chị Như Ý Du Quỳnh lên số giùm em nè. Rồi bi xanh lá giùm em luôn với chị 30. Rồi bi xanh dương giùm em luôn 30 nha. Quần mặt nhà siêu mát. Xanh gái cho Thế Kỳ luôn, bộ luôn là hết nè. Rồi nu giùm em luôn mấy chị 40 với 55 kg áo thái nè. Nu 40 luôn với 55 kg nè mấy chị. Ê, lấy nu chút nu nè. Nu 40 với 55 kg nè. Rồi xanh đậu giùm em luôn 40 với 55 kg luôn mấy chị. Xanh đậu 40 luôn với 55 kg nè. Chốt hai sản phẩm bất kỳ giùm anh em đi đơn nha mấy chị. Xanh như 40 chốt rồi nha. Rồi tiếp giùm em luôn mấy chị, xanh dương 40 luôn với 55 kg này, áo kiểu nha mấy chị. Áo thun thái mặt nhà, để chơi đi làm gì cũng được. Rồi xanh đậu giùm em luôn 40 cho Phan Hồng nè. Nô 40 cho Cẩm Tú nè, rồi xanh dương luôn không mấy chị ơi. Ai lấy xanh dương chốt luôn xanh dương nè. Coi trên cây còn thun thái không em. Rồi xanh dương cho em luôn mấy chị, xanh dương nè. Xanh dương nè, màu kem nè, ai lấy màu kem chút màu kem nè. Rồi màu kem cho em luôn mấy chị, kem nha, hết nu rồi, kem nè. Kem dùm em luôn 40 mấy chị, dưới 55 kg nè màu kem. Rồi tiếp dùm em luôn là hồng mấy chị, hồng luôn dùm em luôn nha. Hồng dùm em luôn 40 luôn với 55 kg nè, lấy hồng chút hồng nè. Màu hồng nè. Rồi trắng cho em luôn mấy chị, trắng. Chị nào lấy trắng thì chút trắng mấy chị ơi. Trắng 40 luôn với 55 kg này, trắng nè, xanh đậu nè. Đó, ai lấy xanh đậu chốt xanh đậu nè. Rồi xanh đậu luôn nè. Xanh đậu này luôn cho chị Như Ý Như Quỳnh nè. Đen 40. Đen 40 cái nào quên nữa nhỉ. Cái gì dục cái gì đen 40 xuống đó Phượng. Cái nào đen hết á. Em mới like chị đen 40 ha, chị Lâm Nguyên quên rồi chị. Xanh dương 40 ngàn một cái chị ơi. Rồi lấy một kem chút giùm em luôn là kem 40 nè. Kem 40 luôn với 55 kg nha mấy chị, kem hồng trắng nha. Áo kem luôn cho Ngọc Huyền Trần này. Kem mới vượt qua cái kia kìa. Kem cho Ngọc Huyền Trần khách quen nè. Em còn một kem màu trắng với màu hồng nha. Một kem màu trắng với màu hồng. Áo đen nào vậy ta? Xanh dương luôn cho chị Thúy An luôn nè, 40 nè. Mới nay cái gì đen gì trời, dục không có quên mất không nhớ. Rồi đùi đen này cho em luôn chị Lân Thung nè, 40 với 55 kg nè. Ai lấy đùi đen chốt giùm em luôn đùi đen nha, 40 với 55 kg nè, chắc riêng coi giảng nha. Ai lấy đùi đen chốt đùi đen cho chị mấy cái bộ đùi đi. Có trong kia còn mấy bộ đùi không? Rồi tiếp cho em luôn mấy chị đen 40 nè, bộ đen nè. Bộ đen luôn 40 với 55 kg mấy chị. Ai lấy bộ đen chốt bộ đen nè. Có một bộ thôi nha. Bộ đen 40 luôn với 55 kg mấy chị. Rồi cái này lửng giùm em luôn 40 luôn mấy chị, lửng lụa nè. Lửng 40 nha, dưới 55 kg nè. Chị nào lấy lửng chút lửng nè. Bộ đen 40 cho Sương Hiền nè. Rồi lửng 40 với chị dưới 55 kg nè. Lửng xanh. Lửng xanh nha mấy chị. Rồi lửng đỏ nè. Lụa, trời ơi lụa thì mặc ở nhà là sướng cực kỳ rồi. Giặt nhanh khô nữa. Không xù không xệ nha mấy bà. Rồi lửng đỏ cổ tim luôn mấy chị, 40 luôn dưới 55 kg luôn. Rồi ai lấy lửng đỏ chút giùm em luôn lửng đỏ nè. Rồi tiếp cho em luôn mấy chị đỏ 40 nè. Rồi đỏ đùi giùm em luôn 40 nha mấy chị, dưới 55-56 kg nha, hàng cô Tâm dày nha. Rồi bộ đùi 40. Bộ đen hết nha chị ơi, hết bộ đen rồi. Đỏ 40. Rồi tiếp cho
giùm em luôn là vàng 40 luôn á chị, vàng 40, bộ này có hai túi hai bên luôn. Vàng 40 nha, dưới 56 cái đố lợi nha. Theo. Vàng 40, đỏ 40 cho chị Tú Ly lên số giùm em luôn ạ. Đỏ 40 là chị Tú Ly lấy bộ đùi hay bộ lửng nha chị? Đùi đúng không? Bộ đang 55 cái đố lợi nha. Đỏ đùi. Rồi vàng giùm em luôn 40. À lấy vàng chút vàng kìa. Vàng 40. Vàng 40 cho Trinh Kim. Tú Ly để coi chị lấy cái gì đó, vàng hết nha. Rồi bộ reo này hàng Thái này cho em luôn chị, đùi Tú Ly lên số giùm em nè. Reo 99 ngàn mấy chị, dưới 58 kg. Reo cho em luôn á chị, 99 ngàn nè mấy chị. Bộ ngố bên em là bao hàng chất lượng luôn á. Reo 99 ngàn mấy chị ơi, dưới 58 kg nè, reo nè. Đỏ gì vậy chị ơi, đỏ lửng hay đỏ gì? Đỏ đùi em hết rồi nha. Rồi tiếp cho em luôn là xanh ngọc với chị, xanh ngọc 99 ngàn. Rêu 99 cho Sơn Hiền, vàng 40 em hết nha. Rồi xanh ngọc giùm em luôn 99 ngàn với chị, xanh ngọc 99, thông thái là em nói là trang cả tuyệt vời luôn, thật sự. Rêu 99 ngàn dưới 58 kg nè, rêu này đỏ đùi hết nha. Rêu 99, đỏ 99 nè. Ai lấy đỏ 99 rút giùm em luôn, đỏ 99 với chị, bộ ngố rất là xịn, cái này bộ hàng Thái nha mấy chị. Không xù, không xệ gì hết nha. Rồi đỏ giùm em luôn 99 nha. Bà nào trắng quốc liền cho bộ ngố đỏ nó về mai là bao vip luôn. Rồi tí nhớ chị qua luôn bộ đùi nữa nè. Hàng còn nhiều lắm, từ từ em live sale nha mấy chị nha. Vàng đùi là em hết rồi. Tiếp nè, cam nè. Cam cho em luôn 40 luôn dưới 55 kg nè. Cam 40 luôn dưới 55 kg mấy chị. Ai lấy cam chút cam nè, vàng hết nha. Cam 40 dưới 55 kg nè. À, Sơn Hiền hổ mấy bộ hả? Rồi đỏ cho em luôn 40 với 55 kg nè. Chốt hai sản phẩm bất kỳ cho bên em đi đơn nha mấy chị. Rồi đỏ 40 luôn với 55 kg nè. Đỏ cam nè. Đỏ cam với lại môn nè mấy chị. Đỏ cam với môn nè. Rồi ai lấy môn chốt môn giùm em luôn nè. Cam cho chị Trinh Kim nè. Chốt hai cái bất kỳ cho bên em đi đơn giùm em nha mọi người. Môn luôn. À lấy môn này chốt môn nha, 40 ngàn một bộ nè. Mặt nhà giặt chủ rồi này kia bao ok. Tiếp Phú Quốc rồi chị, 30-35 gì đó thì tùy theo cân nặng nữa nha. Cam đùi em chốt với chị Chiên Kim rồi đó chị ơi. Vi Trương cùng Minh em đọc không ra luôn nha. Rồi cam 40 cho chị Tú Ly nè. Cái gì ta cùng Minh vậy em đọc không ra luôn chị ơi. Rồi em còn màu đỏ nha, em còn màu đỏ với màu môn nè mấy chị. Bộ đùa này em còn màu đỏ với màu môn nha, chị nào lấy thì chốt thêm nè. Ai lấy đỏ thì chốt đỏ nè. Đỏ với môn mấy chị. Y Ngọc Phương Như này, 5 mỗi bộ 40 nè. Rồi bộ loan này xe cho mọi người luôn 39 nè. Rồi nghe máy đi em ơi, like xong chốt đơn, gọi điện chốt đơn nghe máy giùm chị nha em. Rồi cái này chốt giùm em luôn là loan mấy chị, nhanh luôn chở cái bộ này mà bán 39 ngàn là bán tri ăn cho mấy chị luôn nha. Viền thể thao Gucci loan luôn ăn, phải 3D siêu mát luôn, hàng cô tông. Rồi loan 39 nè, chốt liền liền nè mấy chị. Cái này còn 2-3 bộ vậy thôi. Loan 39 nha, chị nào lấy chốt nha, loan 39 nè. Rồi cái này chốt giùm em luôn mấy chị. Cái này là quần kaki lưng thun nha mấy chị. Hai đế cao đẹp lắm, 50 với 55 kg nè. Rồi quần đen 50 luôn dưới 55 kg mấy chị. Ai lấy quần đen, chốt quần đen nè. Bộ loan này đẹp quá trời. Lên bộ đồ có túi nữa em mà chị. Cái này hàng đang xe em cũng chẳng có biết đường nào nữa chứ. Mùi loan này. Có thì bóc xí thôi chị ơi. Rồi lẫn vàng này cho em luôn 40 mấy chị, dưới 60 kg nè.
còn không? Còn đúng không? Còn. Xanh lẫn 40 còn nha chị ơi. Dạ hàng như thế nào, chụp hình gửi qua tin nhắn giùm em nha chị. Lâu lâu nó cũng phải có cái lỗi một chút. Thì hàng nhiều đôi khi không có kiểm hết á. Hàng lỗi mấy chị chụp hình gửi qua tin nhắn giùm em nha. Rồi, Loan 39 cho Nguyễn Thi luôn lấy số đi chị. Loan là quá xuất sắc rồi, vẽ mát lắm. Rồi lẫn giùm em luôn 40 nè, dưới 60kg cũng mang được nữa. Lẫn vàng. Lẫn vàng 40 nha mấy chị. Đưa đưa cái bộ xanh lẫn lại đây cho chị đi. Rồi cái này chốt giùm em luôn xanh lẫn mấy chị, 40 luôn dưới 55kg nè. Vải mát lắm, vải lụa thì bao chắc vải rồi. Rồi Loan 39 với chị Mi Chi nè. Mi Chi bữa có mua hàng rồi nè. À, quần đen 50 cho chị Lâm Nguyên kìa, quần đen lân thun kìa. Rồi lẫn xanh mấy chị, lẫn xanh nha, lẫn xanh. Ai lấy Loan 39 thì chốt Loan 39 nha mấy chị. Rồi cái bộ này là bộ chính tắc nè, xe luôn 65.000 nè. Rồi lấy xanh lẫn luôn cho Mỹ Linh nè. Lấy hai màu cho Nguyễn Thi nè, ok chị nè, lấy số điện thoại cho em nè. Lấy hai màu bộ Loan cho chị Nguyễn Thi nè. Rồi bộ này hàng Thái nha mấy chị, bộ chính tắc nha, xe luôn 65.000 nè. Rồi chốt giùm em luôn là 65 là ok mấy chị, 55kg đấu lại nha, có một bộ thôi mấy bà ơi. Bộ này bộ chính tắc nha, hàng Thái luôn đẹp đó. Rồi bộ 65.000 đi mấy chị, 55kg đấu lại, bộ chính tắc có bộ à. Rồi tiếp cho em luôn mấy chị, mã này bộ gấu nha. Rồi bộ gấu này xe mấy chị luôn 50 nè, bộ có túi nè. Gấu giùm em luôn 50 dưới 55kg nè. Gấu 50 dưới 55kg nha. Chị nào lấy gấu chút gấu nè. Chốt hai sản phẩm bất kỳ cho bên em đi đơn với mọi người ơi. Lẫn xanh hết với chi ơi, dục cái lẫn đỏ qua đây chị em. Rồi gấu 50 nè. Gấu 50 dưới 55kg có túi nha. Mình chi lên số đi chị. Quang kia mới gửi đơn đó trời. Gấu 50 cho Tú Ly nè. À, bích chi lẫn, lẫn xanh hết còn lẫn đỏ nè chị ơi. Lẫn đỏ giùm em luôn 40 với 55kg nè. Ai lấy lẫn đỏ chút lẫn đỏ nè. Lẫn đỏ 40 với 55kg nè. Chính tắc 65 mà chị Hồng Gấm Lê lên số giùm em nè. Rồi ơi cái bộ này đẹp quá mấy chị. Nguyên bộ dài luôn, sale 65 luôn nè. Rồi mã này mấy chị chốt giùm em luôn hồng 65 nha mấy chị. Một cái quần thể thao có bo với một cái áo nữa, sale 65. Hồng 65 cho em nha. Form này 57, 58 kia đều mang được nè. Chốt hai cái đi đơn giùm em nha quý vị tình yêu ơi. Lẫn đỏ luôn cho chị nhỏ mặn ghé nè, gấu 50 hết nè. Rồi hồng 65 mấy bà. Hồng 65, bộ đó mang đi làm đi chơi thì cũng được nha, thoải mái lắm. Đồ đen cho em luôn 65 nè. Một quần thể thao chắc dày mấy chị yên tâm đi, có sọc có bo nha, mua hàng được xem hàng mà. Nên là yên tâm đi mấy chị, cái này là em sale ở shop mình thôi. Cái nào một cùng mẫu ít rồi này kia, với lại Facebook này nó chặn miếng này kia nên là em like em lấy vốn thôi. Chứ còn mua hàng là được xem hàng hết nha. Hồng 65 luôn cho Tú Ly nè. Rồi em còn màu đen 65 nè. Đen 65 còn hai bộ nè. Rồi đỏ lẫn em hết luôn rồi mấy chị, đen 65 luôn cho Tú Ly nè. Rồi chị nào vào sau coi lại cho em luôn bộ Loan còn hai bộ nè. Loan giùm em luôn 39 nha mấy chị, dưới 55, 56 cái loại băng vừa. Cái này là hàng 3D của Tâm siêu mát luôn. Đó, Loan nha, Loan em còn hai bộ nha. Loan còn hai bộ này, sale có 39 thôi đó mấy bà hà. Đem bộ thêm ra đây cho chị luôn em. Rồi cái bộ đen thì em còn một bộ nữa nha. Cái lấy bộ đen 65 nữa thì chốt nha. Có sơ mi luôn chị có luôn. Rồi đen này cho em, tím á chị, tím này cho em luôn 40 nè. Có túi luôn nha. Theo luôn. Tím 40 mấy chị, 50, 56, 57 gì đó đổ lại đều mang được nha. Rồi tím dùm em luôn 40 nè. Rồi tím 40 mấy chị. Rồi sọc cho em luôn, pyjama sọc lụa. Sọc mấy chị 40 luôn dưới 55kg nè. Sọc 40 luôn dưới 55kg nha. Chị nào lấy sọc chút sọc nè. Rồi có lụa cánh tim luôn chị. Rồi tím luôn cho chị Y Ngọc Phan Như nè, 40 nè. Rồi bộ hoa này cho em luôn 40 nha mấy chị. Chắc này là mặt nhà siêu mát luôn á. Đẹp chưa. Hai đơn tiền ship là 30 nha chị.
Rồi hoa giùm em luôn với chị 40 luôn ha. Dưới 57 58 cái là mang vừa. Vải này rất là mát nha. Hoa luôn 40. 57 cái đó lại mang vừa nè. Ai lấy hoa chút hoa nè, hoa nè. Tím 40 hết rồi nha chị. Rồi vàng 40 nè. Ai lấy vàng 40 chút vàng 40 cho em luôn mấy chị ơi. Vàng giùm em luôn 40 nha. Trời ơi, cái này hàng C chứ bình thường không có giá 40 đâu mấy bà ơi. Vàng cho em luôn 40 nè. Hoa 40 luôn cho Nguyễn Thi nè. Rồi vàng 40. Sơ mi luôn, lấy chị vài cái sơ mi la cho khách luôn. Rồi tiếp giùm em luôn là lẫn xanh đen nè, lẫn xanh đen lụa 40.000 luôn, dưới 55 kg nè. Rồi lẫn xanh đen mấy chị 40 nha. Mát, mấy bộ này thôi khỏi phải vàng luôn á. Rồi vàng 40 luôn cho Nguyễn Phương luôn, lên số giùm em nè. Rồi lẫn xanh đen mấy chị 40 luôn chứ 55 kg nè. Áo kiểu có luôn nha nàng ơi. Rồi lẫn luôn ơi, xanh nhạt. Xanh nhạt xanh đen nha mấy chị. Xanh nhạt 40 cho em luôn. Lẫn lụa. Rồi chắc vải rồi. Thấy là mát quá trời mát rồi. Nguyễn Phương lên số điện thoại đi chị. Nguyễn Phương đặt hàng lên số điện thoại giúp Nhi nha. Rồi tiếp cho em luôn mấy chị đen nè. Đen cho em luôn 40 nè. Đen 40 giùm em luôn mấy chị, dưới 55 kg nè, ai lấy đen chút đen nè. Rồi mấy chị có coi bộ không, biết đường em qua áo qua đồ nha. Đồ đen cho em luôn 40 nè. Rồi áo lon này em xe cho mọi người luôn 40 luôn mấy chị ơi. Lon giùm em luôn 40 nha, dưới 55 kg nha. Lon 40 luôn dưới 55 kg nè, à, 60 kg chứ. Cái lon này dưới 60 kg luôn 40 thôi, đen 40 cho chị Chim Kim nè. Đen hết nè, Nguyễn Phương có số nè. Rồi lên luôn bộ ngố lon này mấy chị, xe luôn 80 nè. Một cái áo sơ mi lon form rộng và một cái quần ngố nha, xe 80. Rồi ngố lon cho em luôn mấy chị 80 nè. Form này 56, 57 kg gì đó đều mang được nha mấy chị. Một cái sơ mi lon với lại một cái quần ngố 80. Đen hết luôn chị ơi, hết đen luôn nha. Hết đen 40 rồi mấy chị. Qua thêm vài bộ này nữa rồi qua cái khác nha. Rồi bộ kiểu luôn dễ thương chưa. Rồi vàng giùm em luôn 40 mấy chị, dưới 55 kg nè. Vàng 40 luôn dưới 55 kg ha. Ai lấy vàng chút vàng. Bộ kiểu nó mặc nhạt cưng lắm nha, phải lụa. Vàng 40, hồng 40, xanh đen 40 cho bé nhí cái bộ lửng kìa em. Đen 40 hết chị, hồng 40, cam 40 và xanh dương 40 nè. Ai lấy bộ kiểu này thì chốt nha, đẹp lắm, cưng. Rồi ai lấy hồng 40 thì chốt nha mấy chị, 55 kg đó lại mang vừa cho em nè. Ai lấy hồng 40 thì chốt nè. Vàng, hồng, cam và xanh dương. Bộ kiểu nha. Rồi tiếp giùm em luôn bộ gấu mấy chị, bộ gấu pyjama lụa. Gấu giùm em luôn 40 với 55 kg. Gấu 40 với 55 kg nè. Dục thêm cho chị cái bộ đắt qua đây em, bộ cam qua đây. Màu cam, màu xanh dương, màu vàng với màu hồng nha. Bộ này mặc lên xinh lắm mọi người. Rồi ai lấy cam thì chốt cam nè. Bỏ vào đây số 5 của Tú Ly ra. Rồi màu cam, màu xanh dương mấy chị, màu hồng với màu vàng bộ kiểu. Rồi áo trắng thì em xem mấy chị luôn 40 nè, dưới 52 kg nè. Rồi qua áo một chút nha mấy chị ơi. Trắng giùm em luôn 40 mấy chị, dưới 52 kg. Rồi nu cho em luôn 40 mấy chị, dưới 55 kg cho em luôn. Nu 40 luôn dưới 55 kg nè, lấy nu chút nu nè. Nu 40 nè. Rồi áo đen mấy chị có cổ phông rộng nha. Đen 40 luôn dưới 60 kg. Cái này nam nữ đều mang được nè. Đen 40 luôn dưới 60 kg nè.
nào lấy hoa chút hoa nè. Hoa 40 với 55 kg. Rồi lên cho mấy chị luôn cái sơ mi nha mọi người. Đầu la chứ giờ chưa la sơ mi. À ai lấy bèo không mấy chị, còn cái này 45 ngàn nè. Bèo 45 ngàn mấy chị dưới 55 kg ha. Chị nào lấy bèo chút bèo. Dùm họ lấy dùm mấy chị luôn cái dùm giấy dùm bức cổ luôn. Rồi sơ mi trắng mấy chị xe luôn 70. Cái này là sơ mi mà lửng nha mấy chị nha. Cái này dạng sơ mi lửng nha mấy chị. Rồi sơ mi dùm em nè 70 nha, dưới 55 kg nha. Sơ mi trắng 70 luôn dưới 55 kg nè. Rồi dùm nu mấy chị 199 ngàn. Dùm quần dùm nu 199 ngàn, 55 kg đó lại mang vừa. Mình xem đại nu 40 là cái gì vậy ta? Nu nè. À. Rồi dùm mấy chị 199 ngàn, 55 kg đó lại là mang vừa nha mấy chị ha. Dùm có cổ. Còn ai thích dùm dây thì chốt dùm dây nè. Rồi cái này chốt dùm em là dây nu nha. Dây nu dùm em luôn 199 ngàn, 55 kg đó lại nè. Rồi dây đỏ dùm em luôn mấy chị. Ai lấy dây đỏ chốt dây đỏ nè. Rồi em có hai mẫu dung này thôi là hết rồi đó chị. Đó hàng shop 260 em sale còn 199 ngàn. Rồi nu 40 này chị ơi, dưới 55 kg nha. Tay mặc lên bao xinh cho mấy chị luôn á trời. Áo này mặc đẹp lắm á. Nhìn vậy thôi chứ mặc lên cái tay hơi bị cưng luôn. Sale có 40 thôi đó mấy bà. Rồi sơ mi xanh này cho em luôn mấy chị 85 ngàn, dưới 56 kg mang vừa nha mấy chị ha, đẹp lắm. Số 2 kéo vừa đó chị. Rồi sơ mi xanh mấy chị ơi, sơ mi xanh nè, sơ mi xanh nu 40 cho chị Tú Ly nè. Sơ mi xanh 85 ngàn, đứng lên đây chị ái sơ mi ra trên lên luôn em. Sơ mi xanh 85 ngàn, dưới 56 kg nè. Rồi sơ mi vàng dùm em luôn mấy chị 85 ngàn. Cái này sơ mi đi làm công sở đi chơi cũng được nha. Sơ mi vàng 85 ngàn nè. Rồi sơ mi hồng dùm em luôn 85 mấy chị. Ai lấy sơ mi hồng 85, chốt sơ mi hồng 85 nè. Rồi cái xanh Barbidol này à, không phải. Nô 40 hết chị. Rồi cái này chốt dùm em luôn mấy chị ơi, sơ mi đang lụa mấy chị xe luôn 70 đi. Lấy nu hết nu rồi bà ơi. Rồi sơ mi đang lụa dùm em luôn 70 với 60 kg nè. Sơ mi đang lụa nè. Rồi lỗi rồi. Rồi nu dùm em luôn 70 mấy chị dưới 60 kg nha. Chị nào lấy nu 70 chút nu 70 nè. Rồi vàng 70 cho em luôn mấy chị dưới 60 kg. Chị nào lấy vàng chút vàng nè. Bồ tiểu thư 105 em ơi. Rồi trắng kiểu mấy chị 40 luôn dưới 55 kg. Trắng kiểu 40 luôn dưới 55 kg nè. Ai lấy trắng thì chút trắng 40 nè. Trắng 40 cái nu này cũng đẹp lắm. Chị nào lấy nu thì chút nu nè. Rồi nu này cho em luôn mấy chị, nu kiểu nha 45 ngàn. Nu 45 ngàn mấy chị dưới 55 kg nè. Nu 45 ngàn dưới 55 kg, chị nào lấy nu chút nu. Vô sạc miếng này vô chị bách. Trắng 40 luôn cho chị Thảo Phong Lâm Nguyên nè. Đây mấy cái sơ mi này lên. Rồi quần thể thao mấy chị 45 ngàn với 55 kg nè. Ai lấy quần thể thao chốt giùm em luôn quần thể thao nha 45 ngàn. Quần thể thao 45 ngàn với 55 kg. Rồi bộ nu này cho em luôn mấy chị ơi, 40 luôn với 55 kg nha.
40 với 55 kg mấy chị. Ai lấy nu chút nu nè. Lụa nha mấy chị, bộ lụa. Bộ nu 40 với 55 kg. Nô 45 cho Trang Phạm lên số giùm em chị ơi. Rồi bộ ngủ có mít ngực với chị, xe luôn 40 nè. Chốt giùm em luôn là bộ ngủ nha. Ủa này xíu móc che lên chị luôn. Bộ ngủ với chị 40 nha, dưới 55 kg. Rồi lên cho mấy chị luôn là bộ bi nè. Trời ơi bộ bi này hàng xung lạnh mát lắm luôn mấy bà. Rồi bộ bi lẫn với chị, bi đỏ giùm em luôn 40 nè, dưới 57 kg nè. Bi đỏ 40 với 57 kg nha. Bi đỏ nè, bi hồng nè, bi tím nè. Chị nào lấy thì chốt nè, xe 40 à. Trang Phạm lên số điện thoại đi chị ơi. Rồi cái này chốt giùm em luôn là nu 50 mấy chị, bộ dài. Nu cho em luôn 50 nha, dưới 55 kg nha. Nu 50 mấy chị, dưới 55 kg. Phụ nét cái quần sọc quần bi của Phụ nó đem ra đây không ta? Không, à đưa chị có quần lửng thể thao hồi nãy đi. Nu 50 cho chị Hồng Gấm Lê. Rồi đầm này sale luôn 40 cho mấy chị nha. Đầm này sale cho mấy chị luôn 40 nha mấy chị, dưới 55 kg nè. Áo chị nu cho Trang Phạm ok chị nè. Rồi lên luôn quần thể thao lửng mấy chị. À áo khoác còn em ơi, chị mới up luôn á. Mốt trang Facebook Nguyễn Thị Nhi á. Rồi lên luôn lửng này cho em luôn mấy chị. Hồng, hồng gì đây nha. Đầm 40 cho Ngọc Nhi gái nè. Hồng, hồng bi đúng không chị Huệ Tạ ơi? Hồng bi đúng không? 40 lên số điện thoại cho em nha. Lấy áo khoác cho chị bán luôn em ơi. Rồi lên luôn thể thao lửng mấy chị, sale 35 ngàn luôn đi. Rồi xanh đen giùm em luôn 35 mấy chị. Xanh đen 35 nha, dưới 55 kg nha. Thể thao lửng. Hồng 40 hệ tả lên số đó chị ơi. Xanh đen 40. Quần thể thao lửng mặc nhà đi mấy bà. Rồi xám giùm em luôn 35. Xám 35 nha mấy chị ha. Dưới 55 kg đấu loại. Mấy chị chụp hình thế nào mà đưa làm cái gì vậy? Thấy cái khác cái mắt gì mấy xíu này chị chụp lại nó hả? Rồi đen cho em luôn 40 mấy chị. Đen giùm em luôn 40 nha, dưới 55 kg nha. Đây cái đỏ thì, đỏ đó đây. Cái đỏ ở dưới nữa. Hệ tả lên số điện thoại cho chị. Rồi khoác kaki này cho em luôn 135 mấy chị, còn cái nè. Khoác kaki không nón nha, 135 ngàn mấy chị, dưới 57 kg đó lại mang vừa nè. Rồi khoác đỏ giùm em luôn 135 mấy chị. Em đang lên hàng kaki nha, bên em còn mỗi hàng kaki với thun thôi. Rồi khoác bò giùm em luôn mấy chị, kaki 2 lớp. Khoác bò 135 ngàn, dưới 57 kg nè, khoác bò nè. Rồi khoác hồng. À lấy khoác hồng chốt giùm em luôn khoác hồng mấy chị. 135 ngàn. 135 ngàn dưới 60 kg khoác hồng mấy chị, nghe số ký từng cái áo khoác mấy chị mua giúp em nha. Rồi khoác reo giùm em luôn mấy chị. 135 ngàn dưới 56 kg nè. À lấy khoác reo chốt giùm em luôn khoác reo nè. 135 ngàn dưới 56 kg. Rồi lên cho em luôn là khoác đen mấy chị. À lấy khoác đen chốt giùm em luôn khoác đen nè. Khoác đen, khoác đen, khoác đen. 135 ngàn mấy chị dưới 57 kg nè. À lấy khoác đen chút khoác đen nè. Khoác reo cho Cẩm Tú nè 135 nè. Quần ngố có em ơi. Rồi bộ hoa này siêu xinh luôn nha mấy bà, 80 nè. Sale luôn 80. Rồi hoa giùm em luôn 80 nha mấy chị, dưới 55-56 kg nha.
ký nè. Xanh 40 với 55 ký nha, chị nào lấy xanh chút xanh nè. Ốc kiểu hả? Rồi lửng đỏ giùm em luôn 50 mấy chị. Lửng đỏ cho em luôn 50 nha mấy chị ơi, dưới 55 ký nè. Lửng đỏ 50 luôn với 55 ký ha, ai lấy lửng đỏ chút lửng đỏ nha. Lửng đỏ 50 luôn với 55 ký. Rồi bộ dây yếm này cho em luôn 40 mấy chị, dây yếm 40 luôn với 55 ký nè. Dây yếm mấy chị 40 luôn với 55 ký nha, lấy dây yếm chút dây yếm nè. 40 luôn với 55 ký. Đó 55 ký đó lại hả chị ơi. Rồi cam giùm em luôn 40 với 55 ký luôn mấy chị, cam có túi hàng theo. Cam nha, 40 luôn với 55 ký nè, cam. Cam 40 với 55 ký mấy chị. Rồi tiếp cho em luôn là rồi vàng 40 cho em luôn, chị nào lấy vàng chút vàng nè. Rồi lửng đỏ luôn cho chị Huệ Tạ này, vàng 40 luôn với 55 ký nè. Vàng theo có túi mấy chị, vàng 40 luôn với nó là dưới 55 56 ký hả. Ai lấy vàng chút vàng. Rồi bộ xám kiểu mấy chị xe luôn 80 nè. Xám giùm em luôn 80 nha, dưới 53 ký nha. Đó, nguyên bộ quần dài luôn mấy chị. Xám 80. Dưới 53 ký nha, chị nào lấy xám thì chốt xám nè. Vàng 40 chị Yến Nhi. Xám. Xám 80. Rồi hồng pyjama này cho em luôn mấy chị. 40 nè, hồng 40 dưới 56 ký nè. Hồng 40 dưới 56 ký mấy chị, chị nào lấy hồng chốt hồng nè, pyjama đùi nè. Yến Nhi ghé. Hồng 40. Vàng 40 hết rồi chị ơi. Rồi áo phong mấy chị đen nè, xem mọi người luôn 35 nè. Hồng 40 cho chị Nhi Yến nè. Đồ đen 35 cho em luôn mấy chị, áo nam nữ mang được nè. Đen 35 với 60 ký nè. Đen 35 với 60 ký nè. Rồi lên cho mấy chị luôn áo thái nè. Áo thái có cổ nha, form này 57 ký là mang được cho em luôn. 57 ký đổi lại đẹp lắm. Rồi đen này cho em luôn mấy chị, xíu lên lại pyjama đùi. Đùi hồng hết rồi, khách đặt quá trời kìa bà ơi, xem lại gì nữa má. Rồi lên luôn áo này cho mấy chị nha. Rồi 65 ngàn cho em luôn mấy chị. Áo này là bao chắc bao xịn cho mấy chị luôn nha. Rồi môn giùm em luôn 65 ngàn mấy chị, dưới 57 ký nè. Môn mấy chị, ai lấy môn chút môn nè. Rồi màu đen cho em luôn 65 mấy chị. Có cổ, cái này là hàng Thái nha mấy bà. Chắc này không nhăn, không xù, không xệ luôn nha. Rồi trắng này cho em luôn 65. Chị nào lấy trắng chút trắng nè, trắng 65 ngàn nè. 57 ký đổi lại nha mọi người ơi. Ai lấy trắng 65 thì chốt nè. Rồi tiếp cho em luôn mấy chị là đỏ nè, chị nào lấy đỏ chút đỏ nè. Rồi ai lấy đỏ chút đỏ luôn mấy chị, đỏ nè. Đỏ giùm em luôn nha, 65 ngàn. Đỏ 65 ngàn. Hình như y pyjama này mà còn bộ gấu được không? Đấy, tuyệt vời, dùng cái bộ gấu ở đây cho chị đi. Đó, trên cùng đó. Rồi đỏ 65. Rồi còn bộ gấu này được không bà ơi? Rồi gấu cho em luôn 40 nha mấy chị nha. Pyjama lụa nha, mặc nhà thoải mái. Rồi gấu giùm em mấy chị 40 nha, dưới 55 ký nè. Còn bộ nữa nè. À lấy gấu chút gấu nè. Màu vàng nè, màu reo nè, màu đen nè, đỏ đô nè, trắng nè, nu nè. Áo này có nhiều màu lắm. Chị nào lấy thì chốt nha mấy chị ơi. 65 ngàn áo thái.
Rồi bộ xanh đeo này sale cho mấy chị luôn 40 nè. Xanh rêu 40 nha mấy chị, dưới 55kg nha. Xanh rêu tay cánh tiên bộ đùi nè, 40 với 55kg nè. 56kg mặt vừa nha chị. Rồi rêu dùm em luôn 40 mấy chị, rêu 40. Rồi cái bộ xanh nha mấy chị ơi, bộ xanh này nguyên bộ quần dài luôn nè, sale 50 nè. Xanh dùm em luôn 50 nha mấy chị, dưới 53kg nha, bộ dây yếm nè. Rồi xanh sale luôn 50 nha mấy chị. Ngủ 60kg hả? Không có chị ơi. Rồi xanh này cho em luôn 50 nè. Rồi ngố đen mấy chị 80. Ngố đen 80. À, Yến Ly Nguyễn nè, cái bộ cánh tiên màu mô lên số điện thoại đi chị ơi. Rồi ngố giùm em luôn 80 mấy chị, còn bộ nha, có túi luôn nha. Ngố giùm em luôn 80 dưới 55kg nè, chốt hai cái cho bên em đi đơn nha. Ngố 80. Rồi xanh đậu này cho em luôn mấy chị 40 nè. Pyjama trơn nè. Xanh đậu 40 nha mấy chị, dưới 55kg nè. Em mở Đức Linh Bình Thuận nha chị. Mua một cái ship cũng 30, mà mua hai cái ship cũng 2-3 cái thì cũng ship cũng 30. Xanh đậu 40 mấy chị, xanh đậu 40. Là body còn mẫu nào không? Rồi body này cho em luôn mấy chị, body xanh này xem mấy chị luôn 50 nè. Body xanh luôn 50 nha mấy chị, cái này là body dáng dài siêu đẹp nha. Body xanh này sale 50 nè. Rồi body hồng này em sale mấy chị luôn 70 nè. Body vàng này em sale mấy chị luôn là 70. Cho chị Phúc Hoa một kem này đi Phượng. Anh làm cái kem đầu tiên nè. Rồi cái đầm kem này sale mấy chị luôn 135 nè. Đầm kem 135 nha mấy chị, 55kg nó lại mang vừa cho em nè. Đầm một kem với lại đầm màu đen cho em đúng chị, đầm này còn hai cái nha. Đầm một kem với lại đầm màu đen. Tối này nha kìa. Rồi bộ gấu này cho em luôn 40 mấy chị, dưới 55kg nè. Bộ gấu mấy chị 40 luôn chứ 55kg nha, lấy gấu chút gấu nè. Ngố đen nha chị Trang Phạm 80 nè. Rồi em lên cho mấy chị luôn mấy cái áo bara nha mấy chị, đi biển nè, mùa hè nè, 65.000 nè. Rồi bara màu trắng 65 mấy chị. Rồi bò 65. Màu rêu nha, chị nào lấy rêu chút rêu nha, rêu 65 nè, màu xám nè. Gấu 40 luôn cho chị Trinh Kim nè. Đó với lại ren nha mấy chị, 65.000 tất cả các áo bara này là có mất được hết nha. À, Sắp với Nhi đối diện cái xăng 59 đó chị ơi. Rồi lên luôn áo ba lỗ màu trắng mấy chị, xe mọi người luôn 35.000 nè. Ba lỗ trắng xe 35 mấy chị, phía sau là đắp chéo nè. Ba lỗ trắng nha, xe mọi người luôn 35.000, còn hai cái là hết luôn nè. Ba lỗ trắng xe 35.000. Cho chị lên ít cái mỹ phẩm đi. Rồi đầm này đầm đi tiệc hàng Zara mấy chị, xe của mấy chị luôn 80 nè. Rồi đầm nâu mấy chị sale 80 nha, xanh dương 80 và đầm hồng đậm 80 giùm em luôn mấy chị, phía sau có dây kéo nè. Chị nào lấy thì nhanh tay chốt liền nha mấy chị ha, đầm này mấy chị mang đi tiền được sale 80. Mấy chị cái nước hoa vùng kính nè. Chị xếp mà không nhớ nữa thôi chứ. Rồi lên cho mấy chị luôn chai nước hoa vùng kính nha, em còn 4-5 chai gì thôi mọi người ơi. Nước hoa vùng kính nha mấy chị nha.
chị nào mà bị viêm bị có mùi đồ này kia khất thứ nè, xả này cực kỳ hiệu quả cho em luôn nha. 190 em xem với chị luôn, 49 ngàn. Nước hoa vùng kính em xem luôn 49 ngàn nha mấy chị nha. Nè tem mát rồi, hàng có giấy rồi nè, rất là ở rất linh gần là chị, mà rất linh là chị ở chỗ nào, là chị ghé được không hay là em ship. Rồi nước hoa vùng kính giùm em luôn, xem 49 ngàn mấy chị, còn 4-5 chai nè. Ai lấy nước hoa vùng kính thì chốt cho mấy chị nha. Rồi lên cho mấy chị luôn một cái dạng lăn mấy chị. Trời ơi em nói cái lăn này xài cực kỳ hiệu quả luôn, mà đặc biệt là cái mùi của nó rất là dễ chịu nha mấy chị ha. Rồi lăn nách giùm em luôn mấy chị. Cái nó lăn đôi khi lăn mấy chị cũng không biết lăn gì nữa. Rồi chai này cho em luôn mấy chị nha. Chị nào mà hay ra mồ hôi này, có mùi này, đồ này kia không, mấy chị mua xe này về xài 65 ngàn. Rồi chị nào lấy thì chốt cho mấy chị 65 ngàn giùm em nha. Chai lăn 65 ngàn. Cái này còn cái hả? Còn 4. Này 4 chai hả? Rồi cái này chai trị thâm cho em luôn mấy chị, còn đúng 4 chai. Nước hoa chị Vi Trương 1K49 nè. Rồi em lên cho chị luôn là đặc trị thâm nha mấy chị ha. Cái này chị nào mà bị thâm mũi cắn đồ này kia các thứ nè. Rồi đặc trị thâm mấy chị 4 chai 75 ngàn. Chị nào lấy trị thâm chốt giùm em trị thâm nha, 4 chai 75 ngàn cho em luôn mấy chị. Trị thâm 4 chai 75 ngàn. Rồi lên cho mấy chị luôn miếng trị thâm thâm quầng mắt nha mấy chị ha. Cái này một miếng, một lóc như thế này là 10 miếng. Em sale cho mọi người luôn là 40 ngàn. Rồi thâm mắt giùm em đúng chị, 10 miếng 40 ngàn nè. Lấy nước hoa kia cho chị luôn. Sữa tắm trước đi. Sữa tắm ba hoa kìa. Rồi cái này chốt cho em luôn mấy chị, sữa rửa mặt gạo, sữa rửa mặt gạo nha mấy chị ha. Gạo là từ thiên nhiên dùm em nha, nên là chị nào mà da nhạy cảm đồ này kia để khi nó cũng bị dị ứng lắm mấy chị. Sữa rửa mặt này xài cực kỳ tốt luôn. Rồi cái này em sale cho mọi người luôn 50 ngàn. Rồi sữa rửa mặt này em sale với chị luôn 50 ngàn nha mấy chị. 50 em tính 55 xấu cái đồ lại mang vừa nữa đó trời, thôi lại luôn á. Rồi sữa rửa mặt giùm em luôn mấy chị, sale luôn 50. Mình còn sữa rửa mặt nào nữa không? Cái này sữa rửa mặt gạo nha mấy chị nha. 50 mấy chị, trị mụn chắc nhờ này kia. Rồi sữa rửa mặt trà xanh nha mấy chị, đặc biệt là ngăn trị mụn cho em luôn. Sữa rửa mặt trà xanh giùm em luôn là 50 nha mọi người. Sữa rửa mặt 50 nè, chị lấy gạo hay là trà xanh nha chị Yến Ly Nguyễn ơi. Cuối like còn ít người nên em xem mỹ phẩm cho mọi người ha. Ít khi em like mỹ phẩm lắm. Rồi cái này chốt cho em luôn mấy chị. Rồi sữa tắm nha mấy chị, sữa tắm ba hoa coco siêu thơm luôn. Sữa rửa mặt gạo chị Yến Ly Nguyễn nè. Mua gì mua trên 2 cái cho bên em đi đơn nha mấy chị. Rồi cái chai này em bán riêng ăn vừa bán vừa tặng cho mấy chị nha. Siêu to luôn, 500ml lận mấy chị. Nè sữa tắm coco ba hoa cực kỳ thơm luôn, 49 ngàn một chai. Chị nào lấy sữa tắm chốt giùm em luôn sữa tắm nha mấy chị nha, 49 ngàn 500ml. Rồi xài biết nào cho hết nha mấy bà. Rồi chống nắng giùm em luôn mấy chị. Chống nắng này là 50 cộng nên là cái độ chống nắng nó cực kỳ là hiệu quả cho mọi người luôn ha. Dạng xịt nè, đi đâu mấy chị xịt luôn là siêu tiện lợi nè. Rồi chống nắng giùm em luôn 65 ngàn, sữa tắm luôn cho chị Yến Ly Nguyễn luôn ạ. Rồi chống nắng nha mấy chị, 50 cộng giùm em nè. Mùa này mấy chị hay đi du lịch đi biển rồi này kia nha, phải có một tiếp chống nắng cho em nha, chứ không là chết luôn á. Rồi sữa tắm 49 luôn chị Tuyết Sương nè. Tuyết Sương đã có đơn này. Rồi sữa tắm 49 đó chị, trái tim sắc đá lên số giùm em nè. Sữa tắm luôn chị Tú Ly nè. Ai lấy chống nắng thì chốt cho mấy chị ha, chống nắng giùm em nha. Dạ rồi ok chị, thì chị cứ mua thì chị mua thôi, mà miễn sao mua trên 2 cái thì em đi đơn. Rồi ai lấy chống chị nắng thì chốt nha mấy chị nè. Hả? Rồi lên cho mấy chị luôn là một chai dầu gội nha. Dạ bên em gọi xác nhận số điện thoại rồi đi đơn luôn nha chị nha, không cần phải cho địa chỉ đến đây đâu ạ. Rồi mấy chị cái chai này nè, bồ kết xả chanh hoa bưởi giùm em nha mấy chị ha. Tác dụng của nó là xịt gầu nha mấy chị. Rồi chị nào bị ngứa này, nấm da đầu này, tóc vô tổn này kia này, và kích thích cho mấy chị là mọc tóc và chống rụng tóc cho em nha mấy chị nha. Rồi cái chai này em xem mấy chị luôn 55 ngàn, 300ml nha mấy bà. Nam nữ đều xài được, nhỏ già lớn bé gì đều xài được cho em luôn. Dầu gội nhanh tay luôn cho em nha, bồ kết sữa chanh hoa bưởi. Nói chung là hàng tự nhiên mấy chị, xài gội rất là tốt cho con em mình luôn.
Giờ gọi 55.000, chị nào lấy thì nên chốt còn 2-3 chai thôi mấy chị. Lát tiệm sách tái lên số điện thoại đi chị. Chốt 2 sản phẩm bất kỳ cho bên em đi đơn nha. Sữa 8-9 luôn cho chị Hình Khôi Nguyễn, ok chị nè. Rồi sữa 8.000 hết. Sữa khám siêu thơm luôn nha mấy bà. Rồi ai lấy dầu gội chốt liền cho em luôn còn 2-3 chai. Ủa cái nào hôm qua chị có gỡ một lốc rồi nè. Không có nào rồi lốc lợn gỡ rồi đó. Rồi em lên có mặt nạ này cho em luôn á chị. Mặt nạ vàng 24 cộng nha mấy chị ơi. 10 miếng em bán cho mấy chị 65.000 nè. Ờ quên 24k trời chết. Rồi lên luôn mặt nạ vàng này cho em luôn á chị. Giờ gọi 55.000 chai cho chị bé nhí luôn. Hồi sáng gửi đồ cho Quang Trần chưa ta? Chưa đúng không? Hồi nãy có thêm gì đó là chị tôi chốt gửi luôn nha bà ơi. Rồi lên cho mấy chị luôn mặt nạ mấy chị, mặt nạ vàng nha. Trời mùa này mà bỏ tủ lạnh đắp là bao phê cho mấy chị luôn. 10 miếng như thế này em sẽ 65.000. Em còn 20 hộp gì đó thôi à. Rồi ai lấy mặt nạ chốt giùm em luôn mặt nạ mấy chị 10 miếng 65.000. Mặt nạ 10 miếng 65.000, chị nào lấy chốt này lên cho mấy chị luôn một cái bịch kem túi nám mấy chị. Nám hàng Thái cho mấy chị ha. Đặc trị nám cho mấy chị luôn, có kem nè, ban ngày nè, ban đêm nè, dưỡng nè, serum nè, rồi sữa rửa mặt nè, bán cho mấy chị 75.000. Da chị nào bị nám đâu mấy chị ơi, nhanh tay liền cho em luôn. Lấy nước hoa Thái 19.000 đây cho chị luôn. Rồi ai lấy kem Thái thì chốt kem Thái cho em luôn mấy chị, đặc trị nám nha mọi người. Giá chỉ có 75.000 như thế này thôi. Ban kem ban ngày ban đêm này, rồi sữa rửa mặt này, kem dưỡng này, serum dưỡng này, các kia các thứ. Rồi lên luôn nước hoa này cho em luôn mấy chị. Nước hoa Pháp chiết xuất nhà mini cực kỳ là tiện lợi. Còn số lượng rất là ít xe mấy chị, 19.000 một chai. Cái này là bán chắc cả ngàn chai rồi, mới còn ít. Rồi lên nước hoa giùm em luôn mấy chị. Có mùi nam và mùi nữ nha mấy chị nha. Bán giá cực kỳ là mềm cho mọi người, 19.000 một chai. Dạ rồi ok chị Như Yến nha. Giờ gọi cho chị Tú Ly 55. Rồi ai lấy nước hoa này chốt liền số lượng cho em luôn mấy chị. Nhiều khách đặt 10 chai 20 ca vậy đó. Về cho người này người kia. Rồi bạn bè đặt chung. Thơm lắm nhớ chị. Bên em mà có mùi nam và mùi nữ nên chị nào lên số lượng nam nữ thì lên giúp em nha. Mùi nam và mùi nữ nha mấy chị. Đi đâu mình đựng túi xách rồi này kia đó cũng rất là ok. Rồi một chai 19 cho chị vị trí Nguyễn nè. Nhiều mùa lắm mấy chị ạ. Nam nữ đều xài được. Ai thích mua nam mua nữ gì thì cứ lên đi rồi em lấy mùa nam mùa nữ cho mấy chị nha. Đơn của bà chiều đi nha bà ơi. Nước hoa nữ nhé. Rồi một chai nước hoa nữ luôn cho chị Tú Ly. Chị dục rồi em. Ai lấy nước hoa chốt giùm em nước hoa nha mấy chị ơi. Nam nữ đều có nha. Mua nam mua nữ gì đều có. Chị chưa tin á thì cứ mua một chai về xài chơi cho vui thôi. Còn một chai xịt bưởi kìa. Dưỡng tóc xịt bưởi kìa. Khẩu trang trắng hả em hết rồi. Chị còn khẩu trang y tế em ơi. 50.000 một hộp em. Rồi em còn một chai xịt bưởi dưỡng tóc nha mấy chị, 45.000 đi. Bán cho chị luôn 45.000 đi còn chai à. Rồi chai xịt bưởi giùm em luôn 45.000 mấy chị, ai lấy thì nhanh tay chốt nha. Xịt bưởi dưỡng tóc mấy chị ơi. Kích thích mọc tóc đồ này kia này, xe luôn 45 đi còn có chai à. Rồi lên cho mấy chị luôn là một cái kem chống nắng kem che khuyết điểm nha mấy chị ha. Còn 2-3 tiếng nha mấy không. Kem che khuyết điểm mấy chị bán luôn 40.000. Kem che khuyết điểm giùm em nha mấy chị. Chị nào bị nám, bị thâm này, che một lớp này cho em rồi hãy đánh phấn phủ vô đó thì tùy ý mấy chị nha. Xịt bưởi 45 luôn cho chị Tú Ly nè. Áo lon bên cạnh rồi ok luôn. Lon này xe luôn 40 cho em luôn nè. Lon 40 nha mấy chị. Phôm rộng nha, 60-65 gì mang đều được nè. Xếp vớ này còn xếp thôi hả? Rồi xếp vớ giùm em luôn mấy chị 10 đôi nha. Siêu chất lượng cho mấy chị luôn, 10 đôi 69.000. Xếp vớ giùm em luôn 10 đôi 69.000 mấy chị. Ai lấy xếp vớ chốt giùm em xếp vớ nha, 10 đôi 69.000. Lấy chị cái chai dầu Thái đi em. Hả?
Thì hồi bữa nói rồi mà. Hồi bữa nói là nếu mà người trong nhà mua thì 60, mà người ngoài là 70. Rồi coi thì không có thương lượng gì không? Rồi kem trang khuyết điểm 2 tiếp luôn nha chị Sa Bông Mưa nè. Rồi em lên luôn dầu thái cho em mấy chị, gọi là dầu nhân sâm nha mấy chị ha. Bên em là hàng có hộp hết nha. Sale cho mọi người luôn 29 ngàn. Rồi dầu thái 29 ngàn cho em luôn mấy chị. Dầu này xài rất là ok luôn á. Người lớn họ rất là thích xài độ này. Rồi dầu thái 29 ngàn mấy chị. Ai lấy dầu thái chút dầu thái nè. Dầu thái 29 ngàn. Đưa cho chị luôn hộp kem body em tặng tặng kích trắng luôn. Gì á? Cần thì thu phí điện, thu nghe máy nữa. Đó, nữa. Dạ, đâu anh kêu... để đâu đó cho em đi. Em điện liền cho bả hử coi. Rồi lên cho mấy chị luôn hộp kem body mấy chị dầu thái 29 dạ, với chị xuân xuân gấu nè. Tại cái bà này mà cũng khách quen rồi á. Chốt hai cái bất kỳ cho bên em đi đơn nha. Rồi lên cho mấy chị luôn là một cái body body mềm nha mấy chị. Body mềm hàng cơ chính hãng nha, 200 ngàn. Hôm nay em xem mấy chị 149 ngàn tặng cho mấy chị luôn một hộp kích trắng. Rồi kem body mềm dùm em luôn mấy chị. Tắt 10 đôi 69 ngàn nha su su gấu ơi. Body mềm mấy chị 200 giảm còn 149, hôm nay tặng luôn kích trắng. Ai lấy body chốt dùm em luôn body, qua lấy mỹ phẩm tiếp đi Phượng. Ờ quên, em trang đi. Lấy chị cái lăng Mỹ kìa. Kẹp mình còn mấy cái kìa. Còn bảng màu mắt không? Ông kêu nha, một ca nữa mà giao đường bảo ngoài về á. Không chị, cái này co giãn mà chị. Trời ơi, cái này là co giãn ai mai cũng được hết trơn á nha. 10 đôi 69 ngàn. Rồi lên kẹp cho em luôn mấy chị. Kẹp nè, kẹp như em đang xài này. Bao bền nè mấy chị luôn ha, kẹp trong suốt nha. Rồi 3 ngàn một cây kẹp cho em luôn, em còn ít nè. Ai lấy kẹp thì chốt kẹp nha mấy chị. 3 ngàn một cây, bình thường phải mấy chị mua 5 ngàn không? Bán 3 ngàn lỡ có đơn rồi đi đơn mua luôn kèm theo mấy chị. Rồi lên với chị luôn một cái lăng Mỹ nè. Phải số của chị Trần Thị Lưu Phí không ạ? Trời. Dạ cho em gặp chị với anh. Rồi lăng Mỹ này cho em luôn mấy chị 101. Với chân số 9 chị Nhi Yến nè. Rồi cái lăng Mỹ này cho em luôn mấy chị 101 cho mấy chị ha. Xài cực kỳ hiệu quả luôn. Bảo màu mắt này em còn một cái nha mấy chị. Màu mắt này sale 65 ngàn toàn là màu tây không à. Rồi ba cái kẹp luôn nha chị Tú Ly nè. Kẹp luôn mua mấy cái luôn để dành luôn chế ơi. Một kẹp luôn cho chị cho Việt Chiến Nguyễn nè. Một kẹp cho như Ánh Mai nè. Rồi lên luôn bảng màu mắt này cho em luôn á chị. Màu này cực kỳ tây luôn. Đó. Đây nha. Vừa có nhũ nè, vừa có màu nè, vừa có màu trơn, vừa có màu óng ánh luôn nè. 65 ngàn một cái bảng như thế này nha mấy chị. Em còn đúng một bảng thôi. Ai lấy phấn mắt chút giùm em luôn, phấn mắt 65 ngàn, dài không biết chừng nào cho hết luôn mấy bà. Rồi hai kẹp luôn cho chị Hồng Gấm Lê nè. Một kẹp luôn cho chị Trang Phạm nè. Rồi, ai lấy màu mắt này chút giùm em màu mắt nha, 65 ngàn. Cho chị cái chai dầu gội clear em. Không em ơi, chị có vậy thôi. Rồi lên luôn dầu gội clear này cho mấy chị luôn nha. Dầu gội này là bên em có hai loại mấy chị, loại nam và loại nữ nè. Rồi chai này là 128 ngàn nha. Hôm nay em giảm giá cho mấy chị là còn 85 ngàn một chai. Cái chai này là 480ml nha mấy chị ha. Đúng giá luôn là 128 ngàn. Bữa nay em xem với chị 85 ngàn đi. Chai trắng của nữ nè, còn chai nam là clear men này là của nam nè. Shipper tới gọi giao hàng mời. Sao chị không nghe máy, sao shipper người ta giao chị? Ý là shipper có gọi cho chị lại chưa? Chưa gọi lại luôn hả? Mới vô điện cho em á. Chị điện lại cái số đó cho ông giao chị đi chứ không người ta. Em đọc cái số shipper cho chị giao. Chị đi điện. Cái
số shipper nãy mới gọi cho chị đó, chị điện đi. Rồi biết có số nào mà bà điện, lỡ dạ. Điện thoại bỏ quá trời người sao? Đọc cái số lại cho bà điện không nhanh đi. Rồi ai lấy chai clear này chốt đi mấy chị nha, màu trắng với màu xanh, nam nữ. Lấy cho chị luôn á, nước hoa. Nước hoa mà mới về á kìa. Nhìn mùi đó. Nhiều mùi lên em. Rồi lên luôn nước hoa này cho mấy chị luôn nha. Trời ơi tôi nói hàng là siêu phẩm luôn nha mấy chị ơi. Gỡ ra một phát á là ghiền liền luôn nha. Cái nước hoa này hả có số shipper cho chị em đọc nha chị. Tặng 8 tháng 3 được nha mấy chị, rất là ok luôn. Để đếm đọc cho chị. Đấy, trời ơi, tôi nói quên chị điên liền cho em đi cho người ta hoàn về cho em. Xuất sắc luôn nha mấy chị, mùi rất là thơm nha. Rồi em đọc nha chị. Rồi cái này chốt giùm em luôn chai Gucci đi mấy chị, 75.000 nè. Chai Gucci này cho em luôn là 75.000 nha mấy chị, có nhiều mùi lắm Gucci này. Channel nè. Rồi chai chồng nè, chồng ô quanh nè, đó. Nam nữ thì mang được cho mấy chị nha. Rồi channel Coco nè. Rồi chị Lancome vậy đó, tùm lum hết trơn á mấy chị ơi. Rồi 75.000 nha mấy chị. Hôm nay là không gọi được là hoàng luôn á. Rồi chị nào lấy nước hoa này chốt cho mấy chị ha, cái này nó rất là dễ thương đây nè. Làm quà tặng tháng 3, 8 tháng 3 đồ này kia là được mấy chị. Rồi chị nào lấy nước hoa này thì chốt cho mấy chị ha, mùi thơm lắm mà chai nó cũng dễ thương nữa. Ê gài cái này vô giùm mấy. Không gài không biết cài. Rồi em nghĩ nha mọi người ơi, chị nào có đơn giữ máy cho bên em gọi điện chốt đơn nha. Rồi nghỉ nha mọi người. Nghỉ nha, nghỉ nha. Chị nào có đơn thì giữ máy cho bên em gọi điện chốt đơn nha. 10 mát 40 là cái gì nhờ? Cái mắt á hả em? Mà mắt thăm quần mắt đúng không? Một xích tắc luôn cho chị su su gấu kìa. Thôi lấy đỡ qua chút đi. Tên gì? Dì Thanh đấy. Em lấy mặt nạ thăm quầng mắt đúng không em ơi? Đúng rồi kìa. Nạ thăm quầng mắt kìa. Như ánh mai. Rồi em nghỉ nha. Chị nào có đơn thì giữ máy cho bên em gọi điện chốt đơn nha.